Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn thay vì để trăm vạn đệ tử ma đạo chết dưới tay âm ti, tôi tình nguyện dùng sự ra đi của Thùy Họa để tính toán. Kể từ thời điểm cô ấy được tôi phong là tử thần của Thái Cổ Minh Giới, thì đã định sẵn con đường hôm nay cô ấy sẽ phải đi. Chín lần niết bàn là vận mệnh mà Thùy Họa không thể trốn thoát, chỉ là không ngờ sẽ xảy ra vào hôm nay. Điều đáng tiếc là, tôi thậm chí còn không có cơ hội nhìn cô ấy rời đi. Cuộc gặp gỡ trước đá tam sinh là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa Thùy Họa và tôi. Tử sinh khiết thoát, dư tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão, mà đạo sẽ không còn tướng phá quân nữa mà tạ Lan tôi cũng sẽ mất đi tình yêu cả đời này. Âm Ti, huyết hải phù đồ, vừa bước vào cổng giới, chào đón tôi là một màu máu đỏ tươi. Bầu trời đỏ rực, mặt đất chảy máu, mùi hăng của lưu huỳnh tràn ngập khắp không gian. Nữ đế tính kế rất thâm sâu, kiếm của tôi cùng bà ấy đều có uy lực hủy diệt thiên địa, chiến đấu ở đây cũng có thể giúp Âm Ti tiêu diệt lượng ác quỷ đếm không xuể kia, giảm nhẹ tai họa sau này của Âm Ti những quỷ ảnh lượn lờ, xương trắng bốc cháy. Ở đây có bách quỷ dạ hành, cũng có ác linh cuồng hoan. So với lũ sát quỷ của cổ địa miêu cương, thì huyết hải phù đồ còn đáng kinh ngạc hơn. Tôi nhìn thấy một con quỷ với cơ thể đầy máu me, nhìn thấy cái xác không đầu vươn cổ xuống vũng máu để hút lấy máu bẩn bên trong. Quỷ không đầu phát ra âm thanh vang dội trầm thấp, miêu quỷ thầm thuốc thiết như một đứa trẻ. Nhiều nhất là quỷ ôn dịch và quỷ thị huyết, hai loại quỷ này có ngoại hình giống nhau, một xanh, một đỏ trông như một cỗ huyết thi biết đi, bò trên mặt đất bằng tứ chi. chương 950, Vạn Quỷ Chi Mẫu 2 Quỷ thị huyết sống nhờ máu, sẽ tung ra các trận tấn công điên cuồng bất cứ khi nào chúng cảm nhận được mùi máu. Quỷ ôn dịch lây lan dịch bệnh, có thể trực tiếp làm vấy bẩn linh hồn. So với những con quỷ ở âm ti, đặc điểm lớn nhất của ma quỷ trong huyết hải phù đồ là chúng không có linh thức, chỉ có bản năng tấn công, không bị bất kỳ uy áp thần niệm nào khống chế ngay cả đối với một sự tồn tại như cửu u nữ đế vừa xuất hiện đã ngay lập tức thu hút vô số đòn tấn công lén lút những con tụ tập gần cổng giới là những con cấp thấp càng vào sâu bên trong thì quỷ càng mạnh chiến lực của phược linh quỷ mẫu phi thiên quỷ vương đều ở cảnh giới thiên tôn theo truyền thuyết có nguồn gốc của vạn ác nằm sâu trong huyết hải là vạn quỷ chi mẫu sức chiến đấu của bà vượt xa cả đạo tổ mạnh nhất ngay cả hậu thổ nương nương thân hóa lục đạo cũng không thể diệt trừ mối họa này nữ đế cầm kiếm lục đạo luân hồi vừa chạm sát lệ quỷ, vừa không ngừng tiến vào sâu trong huyết hải phù đồ. Thanh kiếm của nữ đế không bao giờ nhẹ nhàng xuất chiêu, mỗi một kiếm đều có sức mạnh hủy diệt trời đất, ngay cả lực chiến mạnh mẽ như phược linh quỷ mẫu, cũng không thể chịu được uy lực xuất kiếm của bà ấy. Quỷ kiếm u u, quỷ kiếm của nữ đế ẩn ở bốn phía, không chút dấu vết để lần ra được. Thành tích quỷ kiếm của tôi cũng đã đại thành viên mãn, nhưng xét về uy lực kiếm khí của cửu u nữ đế thì chênh lệch không chỉ nửa điểm hay một chút gì. Chỉ ít thì tôi không thể tiêu diệt lũ quỷ cấp thiên tôn chỉ bằng vài nhát kiếm. Cả dọc đường, không biết bao nhiêu ác quỷ đã chết dưới kiếm lục đạo luân hồi của nữ đế. Tôi càng xem càng sợ hãi, ban đầu tôi muốn kiểm tra kiếm thuật hiện tại của mình với nữ đế. Bây giờ xem ra chỉ cần cô ấy toàn lực tấn công, tôi căn bản không có cách nào phản kháng, thực lực của nữ đế đã vượt quá tưởng tượng của tôi. Nghĩ đến đây, tôi dừng chân lại, tại sao lại không đi tiếp? Nữ đế quay người lại hỏi: ta không phải đối thủ của bà tôi thành thật đáp. Kha kha, tạ lan, cô đương nhiên biết ngươi hiện tại không phải đối thủ của cô. Vậy bà còn muốn tỉ thí với tôi? Ngươi sai rồi, cô nói là muốn xem sức mạnh của thái cổ tam kiếm của ngươi, chứ không phải muốn thi đấu với ngươi. Kỳ thực, cô muốn ngươi đến đây vì muốn ngươi giúp cô một việc. Việc gì, cô muốn ngươi dùng ba tầng kiếm hải dụ ra vạn quỷ chi mẫu, triệt để loại bỏ mối nguy hiểm tiềm ẩn này của âm ti. Nếu thảm hóa huyết hài phù đồ không được loại bỏ, âm ty sẽ luôn bị kiểm soát bởi thiên đạo cô cũng sẽ không bao giờ trốn thoát được tại sao ta phải giúp bà trời diệt chúng sinh chúng sinh diệt trời tạ lan kỳ thật chúng ta đều là một loại người đều không nằm trên ván cờ chỉ là lập trường khác nhau mà thôi cửu u nữ đế nhìn tôi nghiêm túc và nói đôi mắt u minh của bà ấy tỏa ra ánh sáng tuy rằng đen kịt như mực nhưng vào lúc này chúng phản chiếu một bầu trời đầy sao trước đây tôi luôn cảm thấy mình không bao giờ có thể hiểu được tấm lòng của nữ đế bây giờ tôi mới hiểu được suy nghĩ thật sự của bà ấy. Bà ấy là chủ của âm ti, gánh vác trách nhiệm duy trì lục đạo luân hồi, còn tôi là ma đạo tổ sư, sau lưng có hàng triệu đệ tử ma đạo. Dù chúng tôi sẽ là đối thủ của nhau trong một thời gian dài nhưng cuối cùng cũng sẽ phải đối mặt với cùng chung một kẻ thù. Giờ đây kiếp nạn của nhân gian là thập vạn đại sơn đã được loại bỏ, hoàng hôn chư thần của thiên giới cũng cùng với sự kiện của song kiếm tử thanh mà được giải quyết xong, ba kiếp nạn lớn hiện tại chỉ còn huyết hải phù đồ của âm ti nếu không giải quyết được huyết hải phù đồ cửu u nữ đế sẽ luôn bị uy hiếp bởi việc này không thể thoát khỏi trách nhiệm duy trì lục đạo luân hồi nặng nề vậy thì đồng nghĩa với việc bà ấy luôn ở dưới sự kiểm soát của thiên đạo hôm nay tôi giúp đỡ bà ấy tương đương với việc có thêm một đồng minh đắc lực trong trận chiến thiên đạo ở tương lai sau khi suy nghĩ kỹ càng tôi đồng ý với yêu cầu của nữ đế huyết hải đỏ tươi như máu khiến người ta thần trí choáng váng bên trong huyết hải có vô số vòng xoáy sâu trong mỗi vòng xoáy đều ẩn giấu một vị phù đồ quỷ vương với chiến lực đạt tới đỉnh cao thiên tôn cửu u nữ đế nói rằng phù đồ quỷ vương được ngưng tụ bởi quỷ khí của huyết hải mỗi khi giết đi một người một người khác sẽ lập tức được tạo ra chỉ cần vạn quỷ chi mẫu ở sâu trong huyết hải không chết thì phù đồ quỷ vương trong huyết hải sẽ giết mãi không chết diệt mãi không được mà sự tồn tại của họ là để bảo vệ huyết hải trốn này và bảo vệ cho vạn quỷ chi mẫu chúng ta phải làm gì đây đứng ở rìa huyết hải tôi hỏi Đợi chút nữa cô đối phó phù đồ quỷ vương, người chỉ cần tập hợp kiếm hải phía trên hải nhãn là được. Bà có thể đánh bại vạn quỷ chi mẫu chứ? Không thể nói trước được, nhưng cô muốn thử xem sao. chương 951, Máu nhuộm lục đạo 1 Nữ đế dẫn đầu lướt qua hải nhãn huyết hải bay lên không chung, khi cảm nhận được sự tồn tại của bà ấy, huyết hải dường như đang sôi lên sùng sục. Vòng xoáy đỏ tươi, tà ác và đáng sợ của huyết hải không ngừng quay cuồng, xoáy vào vực sâu của huyết hải, ngày một sâu hơn. Cuối cùng, phù đồ quỷ vương đầu tiên bắt đầu xuất hiện từ vòng xoáy của huyết hải. Phù đồ quỷ vương toàn thân huyết hồn bốc cháy, cao hàng trăm trượng, dáng vẻ ghê sợ và hung dữ. Không thể tưởng tượng được, âm ti lại có một đại địch sinh tử như vậy, mỗi kẻ đều có chiến lực ngang ngửa với quỷ đế. Phù đồ quỷ vương đầu tiên xuất hiện, tiếp theo là vị thứ hai và thứ ba. Từ lúc nữ đế xuất hiện trong huyết hải, hàng trăm vị phù đồ quỷ vương mọc lên như măng sau cơn mưa xuân ở trong huyết hải. Hàng trăm vị phù đồ quỷ vương với lực chiến đỉnh cao thiên tôn, nếu họ có thể rời khỏi huyết hải để thành lập một đội quân, chắc chắn sẽ có thực lực để hủy diệt âm ty và làm sụp đổ lục đạo luân hồi. Đây không chỉ là mối đe dọa của mỗi âm ty nữa, đối với tam giới mà nói thì cũng là một họa nạn lớn. Tạ Lan, hiện tại vạn quỷ chi mẫu không thể rời khỏi huyết hải, nhưng điều đó không đồng nghĩa là sau này bà ấy sẽ không rời đi. Cửu u nữ đế trên không trung truyền âm xuống, ý bà là sao? Đây là chữ viết tay của thiên đạo cũng là thủ đoạn được ẩn giấu của ông ta. Giống như những lĩnh chủ hư không ẩn náu trong sâu thẳm hư không vậy, mảng huyết hải này cũng là nguồn dự trữ chiến lược của thiên đạo. Thiên đạo sẽ sử dụng sức mạnh của huyết hải không? Điều đó còn tùy vào việc ông ta có thể từ nhân quả của trận phong thần mà thoát thân được hay không? Nếu không thể, thiên đạo ắt sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của mình để gây ra thảm họa thực sự. Thế giới này tồn tại bởi vì thiên đạo, cũng sẽ vì ông ta mà hủy diệt. Tạ Lan, cô muốn ngươi hiểu một chuyện chuyện gì vậy trận chiến hôm nay không phải vì âm ti mà là vì tam giới chúng ta buộc phải ngăn cản thiên đạo hủy diệt thế giới nhất định phải ngăn cản được ông ta được ba ngàn năm trước ma đạo tổ sư đã phát giác ra sai lầm của thiên đạo đáng tiếc lúc đó ông ấy đã một mình đi quá xa tôi của hôm nay cũng chính là ông ấy khi xưa may mắn thay tôi của hôm nay không phải một thân một mình ngoài hàng trăm vạn đệ tử ma đạo tôi còn có nữ đế và côn làm đồng minh ngay lúc này đây, cửu u nữ đế một thân áo bảo đen lơ lửng bên trên huyết hải, dưới thân bà ấy, là hàng trăm vị phù đồ quỷ vương đang điên cuồng hấp thu sức mạnh tà ác trong huyết hải. Ngoại hình của họ bắt đầu biến đổi, trên đầu mọc ra những chiếc sừng đỏ tươi, sau lưng thì bật ra đôi huyết rực. Tứ chi của biến thành những móng vuốt sắc nhọn, những chiếc răng nanh mọc ra từ miệng. Đối mặt với uy áp thần niệm từ người trên cơ tử nữ đế mang đến, phù đồ quỷ vương trực tiếp từ bỏ hình dạng con người, trực tiếp biến thành huyết rực biên bức tức là con rơi với đôi cánh máu. Huyết dực biên bức có tốc độ nhanh như tia chấp, mọi đòn tấn công hủy diệt do răng nanh và móng vuốt của nó phát ra đều gần như tương đương với cảnh giới của đạo tổ. Ngoài ra, huyết dực biên bức còn có kỹ năng tấn công thần hồn mạnh nhất chính là tử vong tiêm khiếu. Tử vong tiêm khiếu là tác động sóng âm độc nhất của huyết dực biên bức, có thể trực tiếp tác động đến ngũ cảm lục thức của đạo tổ, chấn động thần hồn. Vạn quỷ chi mấu còn chưa xuất hiện, trên huyết hải đã xuất hiện vô số kiếp nạn sinh tử. Nếu người đang lơ lửng phía trên hải nhãn bây giờ là tôi, thì xung kích sóng âm của một huyết dực biên bức sẽ là mối nguy hiểm lớn nhất mà tôi không thể tránh khỏi. Nhưng tôi lại không thấy được chút hoảng sợ nào trên khuôn mặt của nữ đế, vẫn thờ ơ như xưa. Khi huyết dực biên bức đang biến hình để tăng sức chiến đấu, thì cửu u nữ đế cũng đang gia tăng chiến ý của bản thân. Cho đến nay, nữ tử anh dũng nhất mà tôi từng thấy trên chiến trường không ai khác chính là Thùy Họa. Hồng nhan bạch phát, dung mạo tử thần, chiến giáp tử thần lạnh lẽo như băng, khi thủy họa múa vùng lưỡi hái tử thần, chính là thân ảnh khiến người tắc tuyệt vọng nhất và cũng là thân ảnh mê người nhất trên thế gian. Nữ đế khoác lên mình bộ chiến giáp hiện giờ, phóng thích ra một cỗ khí tức tử vong, lại càng mạnh hơn thủy họa ba phần. Chiến giáp của nữ đế cũng tựa như đôi mắt u minh của bà ấy, đen đặc như mực và nặng nề như núi. Ngoài ra, trên lưng bà còn gánh lấy sáu lá hạo kỳ. Sáu lá cờ này tượng trưng cho lục đạo luân hồi, lần lượt là nhân gian đạo, ngã quỷ đạo, địa ngục đạo, thần thiên đạo, tinh quái đạo và yêu xúc đạo. Sau khi nhìn thấy sáu lá cờ của nữ đế, tôi mới nhận ra rằng, không chỉ mỗi mình ma đạo tin rằng mọi chúng sinh đều bình đẳng, hữu giáo vô loài. Trong mắt nữ đế thì lục đạo cũng như nhau, không có sự phân biệt nào. Chính vì có được sự đồng cảm như vậy mà nữ đế và ma đạo tổ sư năm đó đã trở thành chi kỷ. Cuối cùng, nữ đế đã bước vào hình thái chiến đấu tối thượng của mình. chương 952, Máu nhuộm lục đạo 2 Ngoài hơi thở tử vong cực kỳ nồng đậm ra, trên người cửu u nữ đế còn có thêm sự thần thánh. Bởi vì tất cả những gì bà ấy làm đều là vì chúng sinh trong lục đạo, chỉ với điều này thôi, nữ đế đã vượt qua tử thần của thái cổ minh giới rồi. Tạ Lan, có chiến tranh bất tận, có tai họa liên miên, chúng ta chiến đấu là vì cái gì? Nữ đế chiến ý tăng lên đến cực điểm, giống to một tiếng. Giữ đất, giữ nước, diệt trừ tà ác, đạo pháp đương nhiên trừ tà ma. Không sai, hôm nay người cùng cô chiến đấu với vạn quỷ chi mẫu chính vì chúng sinh trong lục đạo nói xong nữ đế lại hét lên một tiếng thanh kiếm lục đạo luân hồi trong tay chém vào một con huyết rực biên bước gần bà ấy nhất chỉ có một tiếng kêu thảm thiết vang lên huyết rực biên bước liền bị kiếm khí quỷ kiếm từ thanh lục đạo luân hồi một nhát xuyên qua cơ thể ngay cả khi quỷ kiếm của nữ đế không tiếp xúc gần thì cũng có thể phát ra sức mạnh thần thông để xuyên thủng đây là điều mà tôi hoàn toàn không thể lở hiện tại mà lữ thuần dương cũng thế mặc dù kiếm khí thần kiếm của Lữ thuần dương có thể dị ư vô thanh sứ thính kinh lôi tạo ra hiệu quả bùng nổ nhưng đây là kết quả của sự tính toán trước của ông ta không đồng nghĩa mỗi nhát kiếm tung ra đều có được thần thông như thế huyết dực biên bước mới chịu một luồng kiếm khí vốn chỉ bị thương nặng tuy nhiên dưới sự tàn phá của kiếm khí xuyên thấu phát sinh từ quỷ kiếm sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng khô héo toàn bộ cơ bắp xương cốt đều bị tàn phá trên không trung miễn cưỡng dãy dụa một hồi sau đó rơi vào huyết hải lại biến thành một vòng xoáy của huyết hải phù đồ quỷ vương không thể tiêu diệt tận gốc sau khi chết sẽ được vạn quỷ chi mẫu phục sinh sau khi giết chết huyết dược biên bước đầu tiên nữ đế trở nên quỷ mị và tấn công như tia chớp giết chết thêm vài huyết dược biên bước với tốc độ cực nhanh thấy vậy huyết dược biên bước bắt đầu điên cuồng phóng ra những luồng xung kích sóng âm tử vong tiêm khiếu tôi ở trên bờ nghe được đã sợ hãi run lên ngũ quan lục thức hỗn loạn hết cả có thể tưởng tượng được cửu u nữ đế phía trên huyết hải phải đối mặt áp lực như thế nào. Điều quan trọng nhất là xung kích sóng âm của huyết dược biên bức cũng có thể đan sen thành một mạng lưới tấn công ngũ quan lục thức của nữ đế từ mọi hướng. quả nhiên dưới tác động của sóng âm xung kịch của huyết dược biên bức, tốc độ thân pháp của nữ đế nhanh chóng yếu đi, kiếm lục đạo luân hồi trong tay bà cũng mở mịt đi. ngày càng nhiều những con huyết dược biên bức bắt đầu tiếp cận, dùng răng nanh và móng vuốt để tấn công bổn tôn cửu u nữ đế. Kể cả áo giáp của nữ đế kiên cố khó mà phá hủy, nhưng cũng không thể chịu được sự tấn công của răng nanh và móng vuốt sánh ngang với chiến lực đạo tổ kia, các vết nứt bắt đầu xuất hiện trên chiến giáp, sau đó lại xuất hiện nhiều vết nứt hơn. Đối mặt với sự tấn công biên cuồng của lũ huyết dược biên bức, bộ giáp của nữ đế nhanh chóng mất đi khả năng bảo vệ. Cùng với một đòn tấn công nguy hiểm từ phía sau của một con huyết rực biên bức, nữ đế không thể né tránh kịp, vai trái của và bị rách toạc, để lộ một vùng da rộng lớn đầy máu. Thấy vậy, Tôi liền lao vào chiến cục, Tạ Lan, hiện tại không phải lúc ngươi ra tay. Nữ đế, không cần lo lắng cho cô, ngay cả huyết dược biên bức cũng không đối phó được, thì cô làm sao có thể đối kháng vạn quỷ chi mẫu. Nữ đế tuy nói như vậy, nhưng vết thương trên người càng ngày càng nhiều, ánh sáng của Lục Đạo Luân Hồi kiếm càng ngày càng mờ nhạt. Đúng vào lúc tôi lo lắng hơn cho bà ấy, thì nữ đế đột nhiên hét lớn, hồn nhập luân hồi, máu nhuộm lục đạo. Vừa nói lời này, sáu lá cờ phía sau và đã phất lên theo gió kêu lên phần phật. Mà những con huyết dược biên bước vốn đang tấn công nữ đế đột nhiên phát ra những tiếng giết thảm thiết. Răng nanh và móng vuốt của chúng trước đây đã dính máu của nữ đế, nhưng bây giờ, sau khi nữ đế đọc lời sấm này, máu của bà ấy bắt đầu bốc cháy. Biến thành một ngọn lửa linh hồn không thể dập tắt, đốt đến huyết dược biên bước không ngừng giết lên, cố gắng lao vào huyết hải để dập tắt ngọn lửa. Thế nhưng, ngọn lửa linh hồn bị đốt cháy bởi máu của nữ đế lại càng mạnh hơn ngọn lửa linh hồn do thủy họa dùng hồn năng đốt cháy, thậm chí còn không thể bị dập tắt trong huyết hải, cuối cùng đốt cháy tất cả thành cho bụi. Chỉ với điều này, những con huyết dược biên bước bao vây nữ đế trong nháy mắt giảm đi một nửa, đồng thời, mạng lưới sóng âm của những huyết dược biên bước cũng xuất hiện kẽ hở, thanh kiếm lục đạo luân hồi trong tay bà lại một lần nữa sáng rực lên. Một vòng tàn sát mới bắt đầu, nữ đế giành lại ưu thế, tàn sát huyết dược biên bước đến đại quân tan rã, không có cơ hội để dệt nên mạng lưới xung kích sóng âm nhằm phong ấn ngũ cảm lục thức của bà. Lúc này, không đợi nữ đế ra lệnh, tôi bay lên bầu trời phía trên hải nhãn. Huyết dược biên bức là vô tận, rất nhanh sẽ hồi sinh từ vòng xoáy của huyết hải. Bây giờ nữ đế đang trấn áp toàn bộ tình thế, đây là cơ hội tốt nhất để tôi ngưng tụ ra ba tầng kiếm hải. chương 953, Kiếm Hải Dung Hợp 1 Ngay từ 3.000 năm trước, nữ đế đã là người đứng đầu cấp bậc đạo tổ rồi, dưới tình huống không sử dụng đến kiếm lục đạo luân hồi, dựa vào khí u minh đã thăng tiến lên bậc đạo tổ. Nếu lúc đó bà ấy thi triển sức mạnh của kiếm lục đạo luân hồi, thì bà ấy đã là đạo tổ mạnh nhất, nữ đế của 3.000 năm sau càng là người đứng ở đỉnh cao của tam giới. Sau trận chiến ngày hôm nay, tôi thực sự nhận ra sức mạnh khôn lường của nữ đế. Ngọn lửa linh hồn, máu nhuộm lục đạo đã khiến bà bẩm sinh là bất khả chiến bại, sức mạnh bá đạo của bà lại càng xếp trên cả thân thể bất tử của Thùy Hỏa. Đối quyết với bà ấy, ngay cả khi tôi sử dụng kiếm đạo của mình, thì cũng không có cơ hội chiến thắng trừ khi tôi có thể hợp nhất ba kiếm thái cổ thành một. Tiếp theo, nữ đế tiếp tục tiêu diệt những kẻ thù hùng mạnh đồng thời bảo vệ sự an toàn của tôi để tôi tập trung ngưng tụ ba mảng kiếm hải tôi tuyệt đối không phải là đối thủ của nữ đế trong một cuộc đấu tay đôi nhưng nữ đế không thể ngưng tụ được ba tầng kiếm hải đầy hủy diệt này đây là điều bà ấy không thể làm được cũng là sát chiêu độc nhất vô nhị của tôi với thành tích hiện tại của tôi còn quá sớm để nói rằng ba kiếm dung hợp làm một tuy nhiên sau lễ rửa tội ở trận núi xích cận tôi đã hiểu thêm về thái cổ kiếm đạo Bây giờ tôi không thể hợp nhất ba kiếm, nhưng tôi có thể hợp nhất ba mảng kiếm hải thành một. Ba kiếm hải của tôi, mỗi một mảng đều có thể làm thương tổn lên cơ thể của đạo tổ, ba mảng ghép lại với nhau có thể giết chết đạo tổ mạnh nhất. Nếu ba kiếm hải hợp nhất thành một, sức mạnh sẽ được tăng lên gấp nhiều lần. Còn mạnh đến mức nào thì tôi không biết, vạn quỷ chi mẫu ẩn náu trong đáy huyết hải, thanh kiếm của nữ đế không thể chạm đến sự tồn tại của bà, vừa hay có thể dùng để kiểm tra uy lực hủy diệt của ba tầng kiếm hải của tôi sau khi chúng hợp nhất thành một ma kiếm thao thao, thần kiếm miểu miểu, quỷ kiếm u u. Sau khi ba kiếm hải lần lượt được hình thành, Huyết dược Biên bức bắt đầu coi tôi là mối đe dọa lớn nhất, phát động tấn công điên cuồng vào tôi. Nữ đế còn điên cuồng hơn chúng, bà ấy hoàn toàn không quan tâm đến vết thương của mình, hoàn toàn từ bỏ việc phòng thủ và né tránh, tập trung toàn bộ tâm trí vào Lục Đạo Luân Hồi và thi triển sát chiêu mạnh nhất của quỷ kiếm. Huyết dược Biên bức không thể giết sạch được, một đàn vừa bị nữ đế giết giờ lại nổi lên nhóm khác mà nữ đế trong lúc lơ đáng chăm sóc tôi, thần niệm đã tiêu hao nhanh gấp đôi. Tạ Lan, ba mảng kiếm hải đã thành hình, sao người còn chưa ra tay? Nữ đế suốt ruột hỏi, với mức tiêu hao hiện tại của bà ấy, bà ấy sẽ không thể trụ được lâu, điều quan trọng nhất là bà ấy vẫn phải bảo toàn sức lực để còn chiến đấu với vạn quỷ chi mẫu. Tôi không trả lời bà ấy mà tập trung toàn bộ sự chú ý vào ba kiếm hải. Dưới sự điều khiển thần niệm của tôi, kiếm hải thần kiếm từ trên trời chút xuống, gây ra một cơn sóng thần kinh thiên động địa trong kiếm hải ma kiếm. Lượng kiếm khí đáng sợ phóng ra tứ phía, vài con huyết dực biên bước chưa kịp trốn thoát đã biến thành hóa thành từng vũng máu đỏ chết thảm. Ngay sau đó, hai mảng kiếm hải đồng thời trở nên cuồng bạo. Khi hai luồng kiếm khí vô tận va chạm và đan xen nhau, hai mảng kiếm hải đối mặt với sự sụp đổ. Tạ Lan, người đang làm cái gì vậy? Lát nữa bà sẽ biết ngay thôi. Tôi nghiến răng nghiến lợi, đốt cháy thần hồn, đặt hết tâm tư cùng thần niệm vào kiếm hải, ngăn chặn sự sụp đổ của kiếm hải thần kiếm và kiếm hải ma kiếm. Cuối cùng, hai kiếm hải bắt đầu ổn định trở lại, những đợt sóng lớn bắt đầu suy yếu, luồng hình kiếm khí cũng tìm được quỹ đạo dưới tình trạng liên tục có sự va chạm. Kiếm hải thần kiếm và ma kiếm sau khi dung hợp với nhau thì đã kề vai sát cánh cùng tiến lùi. Lúc này, tôi mới sử dụng đến kiếm hải quỷ kiếm. Lần này, không gây ra chấn động gì lớn, bởi vì kiếm hải ma kiếm và thần kiếm sau khi hợp nhất đã khống chế chặt chẽ dòng hình kiếm khí của quỷ kiếm không cho nó cơ hội kháng cự, đồng thời hoàn thành việc thuần hóa dòng kiếm khí. Sau khi ba mảng kiếm hải hợp nhất làm một, diện tích của kiếm hải đã giảm đi gần 7 phần. Bởi vì lượng hình kiếm khí giảm đi kia đều biến thành năng lượng kiếm khí hủy diệt và tỏa ra ngoài. Tuy nhiên, kiếm hải chỉ còn lại 3 phần diện tích, lại càng có uy lực hủy diệt hơn ba mảng kiếm hải ở trạng thái viên mãn. Người đã làm được, thật không ngờ, người đã làm được một việc mà ngay cả ông ấy cũng chưa từng làm được, cư nhiên lại có thể dung hợp ba mảng kiếm hải lại làm một ta có thể làm được, vẫn là nhờ nữ đế chỉ điểm, có được tim thất khiếu linh lung mà ra cả." Tôi đáp, "Không sai, tiếp theo đây hãy cho cô xem thử sát chiêu mạnh nhất của Ma đạo tổ sư hôm nay đi." Như bà mong ước, nói xong, tôi chăm chú nhìn vào hải nhãn phía dưới. Không biết có phải do tôi tưởng tượng ra hay không, nhưng khi tôi nhìn vào hải nhãn dưới kia, hình như từ phía dưới cũng có một đôi mắt đang nhìn tôi. Ngươi nhìn chằm chằm vào vực thẳm, thì vực thẳm cũng nhìn chằm chằm vào ngươi. Tôi vừa chú ý tới thì lập tức cảm nhận được luồng năng lượng ăn mòn từ sâu trong hải nhãn ập tới trực tiếp chiếm lấy thần hồn của tôi ngũ cảm lục thức thức lập tức hỗn loạn thần hồn đồng thời rơi vào trạng thái hoang mang và sợ hãi tôi như đứa trẻ sắp chết đuối đứa bé bị lạc lối đang cố sức vùng vẫy bên bờ vực tuyệt vọng cảm thấy có điều gì đó không ổn với tôi nữ đế đã dùng thần niệm truyền âm vào thần hồn của tôi và gọi lớn tên tôi tạ lan tạ lan tôi muốn đáp lại bà ấy nhưng ngay cả thần hồn tôi cũng bị mất kiểm soát chương 954, kiếm hải dung hợp 2. Ba mảng kiếm hải đã hợp nhất xong xuôi, sẵn sàng ụp xuống bất cứ lúc nào, ai biết được, lại thất bại vào giây phút cuối cùng. Chẳng những tôi không khống chế được kiếm hải, ngay cả chính mình cũng không thể khống chế được. Cơ thể tôi bắt đầu rơi xuống, càng ngày càng cách xa kiếm hải phía trên. Nữ đế hết lần này đến lần khác gọi tên tôi nhưng hoàn toàn không thể ngăn tôi rơi xuống hải nhãn. Dưới sâu thẳm trong hải nhãn kia có một sự cám dỗ mà tôi không thể kháng cự lại, hãy tham gia cùng bọn ta nào hãy gia nhập cùng bọn ta đi trong lúc tuyệt vọng nữ đế tiến tới nắm tay tôi nhưng bị tôi vùng ra lũ huyết dược biên bước đã ngừng tấn công tôi vào lúc này tất cả chúng đều chuyển sang tấn công nữ đế mà hải nhãn cũng kịp thời xuất hiện một vòng xoáy đỏ thẫm và tối tăm giống như một con giã thú há miệng đầy máu háo hức muốn ăn tươi nuốt sống tôi mắt thấy tôi sắp bị kéo vào vòng xoáy của hải nhãn đột nhiên bên trong huyền quan tôi truyền đến một luồng chấn động quỷ thần minh minh tự tư tự lượng tám từ này là tín ngưỡng của tôi cũng là điều mà cả đời tôi theo đuổi giây phút lá cờ chiêu hồn truyền những lời này tất cả hoa bỉ ngạn bên bờ đều nở rộ thổi bay thành một cơn mưa hoa bên trong huyền quan của tôi trong cơn mưa hoa vô số người đang hưởng ứng âm thanh của cờ chiêu hồn chính là những đệ tử vạn thế thiên hồng của ma đạo là những anh linh đã dũng cảm chiến tử đang gọi đạo tổ của họ không tôi gầm lên một tiếng lớn vào lúc cơ thể sắp bị xoáy ốc hải nhãn nuốt chửng thần hồn tôi trở về vị trí ngay sau đó tôi bay lên không trung, giành lại quyền kiểm soát kiếm hải. Tôi không dám sơ suất, lờ đãng nữa, trực tiếp tế ra lá cờ chiêu hồn, chỉ vào hải nhãn của huyết hải. Kiếm hải cảm nhận được tiếng gọi thần niệm của tôi, đột nhiên biến thành một luồng kiếm khí cự long cuồng bạo, lao vào hải nhãn với đà của một con nộ long tiến vào huyết hải. Nộ long cắm đầu vào huyết hải, vòng xoáy trong huyết hải bắt đầu dịu đi. Ngay sau đó, tất cả các vòng xoáy phía trên huyết hải cũng bắt đầu đóng lại. Huyết Sực Biên bước lơ lửng phía trên Huyết Hải, hoảng loạn, ngơ ngác và rơi vào trạng thái đờ đẫn. Lợi dụng điều này, nữ đế chảm sát biên cuồng, tiêu diệt tất cả chỉ với một chút sức lực. Sau khi bị tiêu diệt, Huyết Hải vẫn yên tĩnh như trước, không có vòng xoáy Huyết Hải mới nào xuất hiện, cũng không có Huyết Sực Biên bước nào được sinh ra nữa. Huyết Hải tĩnh lặng như một tấm gương đỏ tươi. Tuy nhiên, chúng tôi đều biết, dưới sự tĩnh lặng của phần bề mặt Huyết Hải chính là đang ẩn giấu sự bạo phát đầy nguy cơ. Nữ đế bệ hạ nộ long kiếm hải của ta có thể ép vạn quỷ chi mẫu xuất hiện không? Tôi hỏi, nộ long kiếm hải này của ngươi, cơn thịnh nộ của nó đã có được vài chân ý của côn rồi. Nếu ngay cả nó còn không thể làm được, chúng ta chỉ có thể trở về tay không thôi. Côn còn ở Minh Hải sao? Tôi hỏi khi nghe nữ đế nhắc đến côn. Không sai, vậy khi nào nó mới chịu xuất hiện trở lại và chống đối với thiên đạo? Đợi khi trận phong thần kết thúc, chúng sinh liên thủ hợp lực tiêu diệt thiên đạo, lúc đó côn mới tuyên chiến trời diệt chúng sinh chúng sinh diệt trời đáng tiếc trong chúng sinh có bao nhiêu người dám làm trái ý trời khi tôi đang nói chuyện với nữ đế huyết hải yên tĩnh kia bắt đầu xuất hiện vết nứt không phải gợn sóng mà là vết nứt ngay khi vết nứt xảy ra nữ đế đã lập tức đẩy tôi ra tạ lan nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành trận chiến tiếp theo ngươi đừng vội can thiệp vào tránh bị vạn quỷ chi mẫu thâm nhập tâm trí tôi quay lại bờ nhìn cửu u nữ đế một lần nữa cao tinh thần chiến đấu càng xem càng kinh ngạc, tưởng vừa rồi bà ấy đã dùng hết toàn lực, không ngờ sau khi đốt cháy thần hồn, lại nâng chiến ý lên một tầng cao mới. Tu vi cụ thể thế nào, quả thật không thể lường được trong huyết hải, vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều, dần dần trở nên sâu hơn. Cuối cùng, mặt biển tĩnh lặng đã hoàn toàn bị phá vỡ. Với một âm thanh to lớn đầy giận dữ, một sinh vật tà ác mà tôi không thể tưởng tượng được cuối cùng cũng đã lao ra khỏi mặt nước. Chương 955, Linh hồn chim mâu 1. Truyền thuyết kể rằng vào thời đại thượng cổ, trong ngọn núi Tiểu Ngưu ở Nam Hải tồn tại một quỷ mẫu, còn được gọi là Quỷ Cô Thần. Ngoại hình của bà rất kỳ lạ, theo ghi chép trong sách cổ, quỷ mẫu là một trong những đấng sáng tạo của thế giới, bà có thể sinh ra trời, đất và ma quỷ. Quỷ mẫu một lần có thể sinh ra 10 con quỷ nhỏ, buổi sáng sinh con thì buổi tối sẽ ăn thịt chúng. Vì vậy, bà còn được gọi là Ma Mẫu, mọi người đều sợ hãi trước cái tên của bà. Trước khi tam giới bị chia cắt, Tổ Long, Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân là người đầu tiên khai mở nhân gian. Quỷ mẫu đã mở ra cõi U Minh, sau đó các vị thần thượng cổ được tạo ra và rồi xuất hiện thiên đình. Sau thảm họa Long Phượng, yêu tộc do nữ oa đứng đầu dần dần nắm quyền kiểm soát nhân gian, chư thần nắm quyền thiên đình và quỷ mẫu vẫn là chủ của âm ti. Sau đó, thiên đạo tỉnh dậy sau giấc ngủ say, hậu thổ nương nương, một trong năm vị thần sáng tạo thời thượng cổ, không muốn đầu hàng thiên đạo, lại không có chỗ đứng trong nhân gian và cả thiên đình, vì vậy, Hậu Thổ Nương Nương đã xuống dưới lòng đất, dựa vào toàn bộ sức mạnh kiểm soát đại địa mà tranh giành với Quỷ Mẫu. Cuộc chiến giữa hai người đã mở rộng lãnh thổ của Minh giới, khiến Minh giới thời kỳ hồng hoang đã mở mang đến dáng vẻ của hiện tại. Quỷ Mẫu không thể sánh được với sức mạnh thần thông của Hậu Thổ Nương Nương, nhưng Thiên Đạo lo Hậu Thổ Nương Nương sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta nên đã ra tay can thiệp, không để Hậu Thổ Nương Nương triệt để giết chết Quỷ Mẫu. Đồng thời mở ra một thế giới âm ti riêng biệt cho quỷ mẫu, chính là huyết hải phù đồ của hôm nay. Khi thọ nguyên của Hậu Thổ Nương Nương sắp cạn kiệt, bà lo lắng quỷ mẫu sẽ quay lại gây rắc rối cho âm ti, nên dùng nhục thân hóa thành lục đạo luân hồi trấn áp huyết hải phù đồ. Tuy nhiên, trong vô số năm tháng, quỷ mẫu chưa bao giờ từ bỏ kế hoạch giành lại quyền kiểm soát âm ti, vẫn luôn là mối đe dọa tiềm ẩn lớn nhất đối với âm ti. Từ thời kỳ lịch sử này, có thể thấy chiến lược của vạn quỷ chi mẫu cũng ngang hàng với Hậu Thổ Nương Nương cho dù không bằng, cũng không có tranh lệch bao nhiêu, điều này khiến tôi rất lo lắng cho cửu u nữ đế. Vạn quỷ chi mẫu có ba mặt, mặt nữ, mặt nam, mặt quỷ, ba gương mặt, tượng trưng cho ba dạng sức mạnh của quỷ mẫu. Nguồn gốc của dục vọng, nguồn gốc của đau khổ và nguồn gốc của giận dữ. Thứ xuất hiện phía trên hải nhãn và nhìn chằm chằm vào cửu u nữ đế hiện giờ là khuôn mặt nữ của vạn quỷ chi mẫu, một khuôn mặt nữ to lớn, với hai mắt tỏa ra ánh sáng quyến rũ vô tận, đôi môi đỏ như máu, nở một nụ cười tàn nhẫn. Quỷ mẫu trong hình dạng khuôn mặt nữ có tốc độ tấn công hung hãn nhất, sẽ dùng ánh mắt hóa thành sát khí thuần túy, mỗi lần nhận thêm sát thương, sát ý trong mắt sẽ càng hung bạo thêm một phần. Thật đáng tiếc, có thể tưởng tượng được trận chiến này sẽ tàn khốc đến mức nào, đối với nữ đế, nó định sẵn là một cuộc chiến sinh tử đau thương, mắt đền mắt, răng đền răng. Hơn nữa, tôi còn không thể giúp nữ đế, bởi vì với tâm trạng hiện tại của tôi thì căn bản là không dám đánh tay đôi với quỷ mẫu, chỉ cần bị ánh mắt của bà ta nhắm đến, tâm trí của tôi sẽ bị ánh sáng mê hoặc của bà ta thâm nhập tâm trí. Là ngươi, thì ra ngươi chính là hậu nhân của hậu thổ. Đã nhiều năm qua đi, ta nằm mơ cũng mong tự tay giết chết hậu thổ, đáng tiếc bà ta lại lựa chọn thân hóa lục đạo luân hồi, làm ta mất đi cơ hội trả thù. Bây giờ, sự xuất hiện của ngươi đã kích phát thù hận của ta một lần nữa, nếu đã không thể giết hậu thổ, thì hãy dùng cái chết của ngươi để xoa dịu cơn giận thù hận của ta vậy. Vạn quỷ chi mẫu nhìn chằm chằm vào nữ đế cửu u lạnh lùng nói ha ha, hưu chết về tay ai vẫn còn chưa biết, âm ti từ đầu đến cuối chỉ có một chủ nhân duy nhất, giữa ta và ngươi suy cho cùng thì vẫn sẽ có trận quyết chiến này thôi. Nữ đế cười khẩy đáp, ngươi dùng cái gì để đấu với ta? Huyết hải là nguồn sức mạnh của ta, nếu là bổn tôn hậu thổ tự mình tới đây, thì ta còn rẻ chừng, còn về phần ngươi và tên trợ thủ kia, chắc còn chẳng chịu nổi một đòn. Không nói nhảm nữa, chiến đấu đi, quỷ mẫu. Nói xong, cửu u nữ đế tung hai đòn tấn công mạnh mẽ, một kiếm chém về vị trí huyệt thần đình trên trán gương mặt nữ của quỷ mẫu. Quỷ kiếm u u, tôi không thể truy đuổi tung tích hình kiếm khí của quỷ kiếm. Tuy nhiên, từ ánh mắt kinh ngạc của quỷ mẫu, tôi có thể thấy thanh kiếm của nữ đế ẩn chứa lượng sát khí vô thường và lại không thể phòng bị được. Chỉ nghe một tiếng kêu chói tai, quỷ mẫu đã bị kiếm khí quỷ kiếm của nữ đế đâm vào huyệt thần đình, máu tươi phun ra ồ ạt. Chương 956, Linh hồn chi mâu 2. Tuy nhiên, nữ đế cũng bị linh hồn khiêm tiếu mà quỷ mẫu phát ra đánh bật ra sau. Cú đâm ở huyệt thần đình khiến vạn quỷ chi mẫu mất đi vô số thần niệm, đồng thời bắt đầu nổi điên, sát ý trong mắt càng thêm hung hãn, có sức tàn phá khủng khiếp. Sát khí trong mắt vạn quỷ chi mẫu biến thành đao căng kiếm khí, tất cả đều tấn công về nữ đế. Nữ đế chỉ có thể dùng toàn bộ thân pháp để né tránh, đồng thời, phải chờ thời cơ thích hợp, liều mình dù thân mang thương tích, tiếp tục dùng kiếm chảm sát quỷ mẫu. Trận chiến này, cả hai đều tính đến việc lưỡng bại câu thương. Thời gian trôi qua, khuôn mặt nữ của quỷ mẫu bị nữ đế đâm vô số vết máu, máu không ngừng chảy. Mà trên thân thể nữ đế cũng bị binh đao mà quỷ máu hóa thành từ sát cơ cứa thương vô số chỗ, bầm tím đầy khắp. Kết quả cuối cùng, do nữ đế chiếm thế thượng phong, đâm vào huyệt thần đình của vạn quỷ chi mẫu, khiến khuôn mặt nữ của vạn quỷ chi mẫu đã cạn kiệt thần nghiệp, hóa thành một cơn mưa máu, rơi lại vào trong huyết hải. Quỷ mẫu chỉ tạm thời biến mất, nó vẫn còn hai hình thái còn chưa xuất hiện là phần mặt nam và mặt quỷ nữ đế cả người đầy máu tinh thần chiến đấu không hề suy giảm chút nào. Tạ Lan, chốc nữa khi vạn quỷ chi mẫu tái hiện thành phần mặt nam, ta cần ngươi giúp đỡ. Cửu U nữ đế quay về phía tôi nói, ta cần làm gì? khuôn mặt nam của vạn quỷ chi mẫu có thể phản lại một nửa sát thương của tất cả các sát chiêu của cô, khi đó cuộc chiến của ta sẽ còn khó khăn hơn bây giờ. Ngoài ra. Khuôn mặt nam cũng sẽ lợi dụng sức mạnh đau khổ để bắn ra chiêu cuối. Linh hồn chim mâu có thể trực tiếp tổn hại đến thần hồn của cô. Cô muốn người lần nữa đi lại chiêu kiếm hải nộ long. Đợi khi bà ta kích hoạt linh hồn chim mâu. Hãy giúp cô nuốt trừng sát chiêu này của bà ta. Được, tôi gật đầu đồng ý. Tạ Lan, lần này cô giao phó sinh tử của cô cho ngươi. Nữ đế không lo lắng ta sẽ thất thủ sao? Sau khi nghe những lời nghiêm túc của bà ấy, tôi hỏi. Ha ha, nếu cô chết. Sau này ai sẽ cùng ngươi hợp sức chống lại thiên đạo? Sư huynh xem ta nói đúng không?" Theo sau tiếng gọi sư huynh đột ngột, khuôn mặt của nữ đế cửu u đột nhiên trở nên dịu dàng bội phần. Phút chốc tôi đã ngây người rồi, trong đầu liền nghĩ đến đêm phong tình với Uy Nhu. Nữ đế cười không ngừng nói, "Tạ Lan, làm gì còn có Uy Nhu nữa?" Tuy nhiên, cô niệm tình phần tình cảm ngươi đối với cô ấy nên sẽ ghi nhớ lấy. Ta không phải đạo tổ, bà cũng không phải Uy Nhu, thế nên về sau nữ đế đừng lấy uy nhuy trêu chọc nữa. Tôi lúng túng nói, đúng vậy, đây chính là cái gọi là vận mệnh, nữ đế trầm giọng nói. Trên thực tế, bất luận là uy nhuy hay nữ đế đều là người bị tổn thương nhiều nhất. Đạo tổ vô tâm đã làm tổn thương trái tim của nữ đế nên bà mới nhảy xuống sông Vong Xuyên vì đau đớn không nguôi, rồi từ trong vòng luân hồi mà có được sự giải thoát. Mà khi tôi gặp Uy Nhuy, thì tôi đã kết hôn với Thủy Hỏa. Vì vậy, dù biết rõ tâm ý của cô ấy, nhưng cũng không thể tỏ tình với cô ấy, chứ đừng nói đến việc giữ cô ấy ở bên cạnh. Tôi nghĩ khi Uy Nhi ở thành Thanh Khâu nói lời từ biệt với tôi, trong lòng ắt hẳn rất thương tâm, rất buồn. Điều duy nhất an ủi tôi chính là, nữ đế đã không để Uy Nhi biến mất, cho tôi một cơ hội để bù đắp những tiếc nuối của mình. Tuy nhiên, bù đắp cho sự tiếc nuối với Uy Nhi đã để lại một vết sẹo khó lành trong tim tôi, bởi vì tôi sẽ luôn nhớ đến cô ấy. Phật gia nhà họ Vương, Uy Nhi, một cô gái tài năng nổi trội, bao dung và thiện lương hơn cả tuyết dương. Đôi khi tôi tự hỏi, nếu cô ấy không phải là nữ đế cửu U, mà tôi không phải là ma đạo tổ sư, liệu chúng tôi có là một đôi phu thê phàm tục không? Sau này tôi bác bỏ quan điểm này, cuộc đời con người là một cuộc hành trình cô độc của tâm hồn. Uy Nguy là phong cảnh chạm đến tâm hồn tôi, còn Thùy Họa là bạn đồng hành trên con đường tôi đi. Người yêu tốt nhất là khi hai người cùng nhau đi qua quãng thời gian mà không để lại chút hối tiếc nào. Dù mọi thứ có tĩnh lặng thì vẫn có những cặp linh hồn cùng nhảy múa. Trong huyết hải, phần mặt nam của vạn quỷ chi mẫu bắt đầu xuất hiện. So với khuôn mặt nữ của bà, phần mặt nam mang vẻ cay đắng, khắc khổ, trong đôi mắt to trống rỗng dường như ẩn chứa chút từ bi và nhẫn nhịn. Gương mặt nam này đại diện cho nguồn gốc nỗi đau của quỷ mẫu, đòn tấn công của ông ta không mạnh lại thêm đặc biệt yếu đuối. Tuy nhiên, mỗi khi nhận một lượng sát thương, quỷ mẫu có thể từ nỗi đau khổ mà rút ra sức mạnh đồng thời phản phệ lại một nửa những gì mình đã nhận cho kẻ thù. Mà vào khoảnh khắc gương mặt nam tan vỡ, quỷ mẫu sẽ biến mọi nỗi đau thành linh hồn chim mâu. Linh hồn chim mâu không thể tránh được và một khi bị trúng đòn sẽ dẫn đến kết cục thần hồn tiêu biến. Khi ấy, sở dĩ hậu thổ nương nương tuổi thọ giảm sút nhanh như vậy, theo truyền thuyết là do bà bị linh hồn chim mâu của vạn quỷ chi mẫu đâm một nhát. Hậu thổ nương nương có thể chịu đựng không chết, nhưng nếu nữ đế bị đâm, nhất định sẽ không thoát khỏi cái chết. Với suy nghĩ này, ngay khi khuôn mặt nam của quỷ mẫu xuất hiện, tôi bắt đầu triệu tập ba mảng kiếm hải một cách nghiêm túc và tập trung. Với kinh nghiệm vừa rồi, kiếm hải của tôi lần này đã thành công hoàn thành dung hợp. Tôi không vội hóa rồng, nhìn nữ đế và vạn quỷ chi mẫu chiến đấu đến chết, lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc bà ta xuất ra chiêu thức linh hồn chim mâu. Chương 957, hình dạng cuối cùng một. Dưới sự tấn công ào ạt của cửu u nữ đế, khuôn mặt đàn ông của quỷ mẫu lộ ra muôn phần đau đớn. Thân thể là cội nguồn của đau đớn, bà ấy có thể biến tất cả nỗi đau thành lời nguyền lên người kẻ thù để phản công ngược lại họ. Do đó, trong trận chiến này, tổn thương nữ đế gánh chịu còn lớn hơn so với khi cô ấy đối đầu với khuôn mặt đàn bà của quỷ mẫu. Bởi vì trong đó có một nửa thương tổn do chính quỷ kiếm của cô ấy phản đòn lại. Sinh lực của nữ đế đang tiêu hao rất nhiều, ánh sáng trong mắt U Minh càng lúc càng ảm đạm đi, nhưng đây cũng mới chỉ là hình dạng thứ hai của quỷ mẫu. Trong hình dạng cuối cùng, khuôn mặt quỷ còn mạnh hơn nhiều so với hai loại hình dạng trước nếu như nữ đế không có át chủ bài thì bên thua cuộc trong trận chiến này là chính chúng ta cuối cùng cũng đi gần đến hồi kết của nỗi đau tràn ngập vô tận khuôn mặt đàn ông của quỷ mẫu bị kiếm khí quỷ kiếm của nữ đế đâm sắp vỡ ra chính vào lúc này trên gương mặt dầu dĩ kia bỗng nhiên bừng sáng rạng rỡ giống như ông ta vừa niết bàn thành công khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt ông ta sử dụng vũ khí sắc bén lợi hại nhất của mình phun ra linh hồn chi mâu chứa đầy sức mạnh hủy diệt vô tận Linh hồn chim mâu trực tiếp khóa chặt khí tức thần niệm của nữ đế không cách nào thoát được. Ngay lúc linh hồn chim mâu thoát ra, nữ đế nhanh chóng trốn để chỗ tôi, mà tôi cũng đồng thời đem ba thanh hải kiếm hóa thành kiếm Hải Nộ Long có sức mạnh hủy diệt tương đương. Nộ Long hiện hình, hiên ngang gào thét, nhìn chằm chằm vào linh hồn chim mâu mà đuổi theo. Tốc độ của linh hồn chim mâu đã nhanh đến cực hạn, nhưng tốc độ kiếm Hải Nộ Long của tôi cũng tương đương, không gì sánh kịp. So sánh cả hai, Tốc độ nữ nhân sau khi trọng thương hiển nhiên đã giảm đi rất nhiều. Chẳng bao lâu đã bị linh hồn chim mâu tiếp cận, ngay khi linh hồn chim mâu chỉ còn cách chiếc đầu cao quý xinh đẹp của nữ đế chỉ một chút xíu xiu, cô ấy phản ứng cực nhanh nghiêng sang ngang một chút. Khoảnh khắc tiếp theo, không đợi linh hồn chim mâu đổi hướng, kiếm hải nộ long của tôi đã nuốt linh hồn chim mâu vào trong. Cùng lúc đó, tôi cũng xuất ra một đường kiếm khí quỷ kiếm hướng về phía nữ đế. Thể lực nữ đế lúc này đã hao tổn rất nhiều, không cách nào chạy trốn được nữa dùng lục đạo luân hồi dẫn dắt kiếm khí quỷ kiếm của tôi, lúc này mới có thể chạy thoát khỏi nơi đây. Nhưng mà, cô ấy vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tầm ảnh hưởng của năng lượng hủy sinh ra từ va chạm giữa kiếm hải nộ long và linh hồn chim mâu. Trực tiếp bị nổ tung hệt như lá khô bị thổi tung trong cơn bão, cả người bị hất tung lên trên không, máu nhỏ xuống như mưa. Tôi bay lên, ôm nữ đế vào lòng, khuôn mặt nữ đế đã tái nhợt và trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt u minh cũng trở nên ảm đạm hơn, khiến tôi gần như không cảm nhận thấy thần niệm của cô ấy tồn tại nếu trận chiến kết thúc ở đây chiến thắng đầy bi thảm của chúng ta rất đáng chúc mừng nhưng quỷ mẫu không thật sự bị tiêu diệt ngược lại bà ta vẫn còn át chủ bài mạnh nhất quỷ mẫu trong hình dạng khuôn mặt quỷ là cội nguồn của phẫn nộ cũng là chiến lược mạnh nhất của bà ta để giúp vết thương nữ đế nhanh chóng hồi phục tôi mở thần đình đế ra ngọn gió hồi phục nữ đế mỉm cười với tôi nhưng sau đó từ chối tôi giúp đỡ muốn tôi tập trung chuẩn bị cho trận chiến Tạ Lan, vết thương của ta không thể hồi phục trong phút chốc. Lực chiến quỷ mẫu trong hình dạng khuôn mặt quỷ còn mạnh hơn cả ta, muốn đánh bại bà ta, ta phải dùng sức mạnh của lục đạo luân hồi. Nhưng để sử dụng lục đạo luân hồi cần phải thực hiện nghi thức, trước khi nghi thức hoàn thành, ta hy vọng cậu có thể giúp ta trì hoãn thêm một thời gian nữa. Ý của nữ đế là muốn ta đấu với quỷ mẫu trước. Tôi hỏi, không sai, ta biết trận chiến giữa cậu và địa tạng vương ở núi Xích Cận dùng kiếm phối hợp với khả năng đào thoát trên không của quỷ kiếm có thể kéo dài trận chiến với quỷ mẫu đương nhiên ta cũng biết tính mạng cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm vì vậy cậu cũng có thể lựa chọn từ chối nữ đế nói tôi im lặng suy tư sau khi nhìn thấy lực chiến trong khuôn mặt đàn ông và đàn bà của quỷ mẫu tôi đã có sự hiểu biết đối với lực chiến của quỷ mẫu theo lời đồn thì hình dạng khuôn mặt quỷ là mạnh nhất trong các dạng bây giờ chắc chắn tôi không thể đối phó nổi thậm chí khi tôi hợp nhất cả ba thanh kiếm lại làm một đó vẫn sẽ là một trận chiến gay gâu. Nhưng muốn tôi từ bỏ thế này, tôi không cam tâm. Bởi vì nếu lúc này bỏ cuộc, nữ đế sẽ mất mạng. Cô ấy vốn dĩ đã mang trọng thương, chắc chắn không có cách nào trốn khỏi huyết hải phù đồ trước khi quỷ mẫu quay lại lần nữa. Nếu như nữ đế chết đi, ta sẽ mất đi một đồng minh đắc lực khi nghinh chiến với thiên đạo trong tương lai. Quan trọng nhất là nếu không có nữ đế, lục đạo luân hồi ắt sẽ sụp đổ trong trận chiến phong thần lần này, lúc đó chúng sinh đều sẽ gặp đại nạn nguy hiểm đến tính mạng. Có thể gọi một tiếng sư huynh được không? Tôi nói, chương 958, hình dạng cuối cùng hai. Hửm, không gọi cũng không sao. Sư huynh, nữ đế nhướng mày, mỉm cười gọi một tiếng sư huynh. Trước khi tôi kịp hồi hồn lại, cô ấy đã hôn nhẹ lên môi tôi một cái. Bây giờ mãn nguyện chưa? Ừm, trốn chạy không hẳn đã thoát được, đối mặt cũng không hẳn là chuyện tồi tệ nhất, ta sẽ cùng quỷ mẫu đọ sức đến cùng. Tạ Lan, cậu có trách ta ngay từ đầu đã tính kế cậu hay không? Nếu không làm vậy, chỉ dựa vào bản thân ta, ngay cả cơ hội gặp được quỷ mẫu cũng không có, huống chi là giết bà ta." Nữ đế nói, "Ta tin cô, tại sao chứ? Bởi vì hoa bỉ ngạn trên cờ chiêu hồn, cũng là vì ta tin vào ánh mắt nhìn của Ma đạo tổ sư. Tôi chưa bao giờ yêu lầm và bỏ lỡ ai, ngay cả khi Kiêm Hà rời bỏ tôi, tôi cũng chưa bao giờ trách móc cô ấy. Thậm chí tôi còn thấy mình nợ cô ấy quá nhiều, không có Kiêm Hà Ma đạo sẽ không có được ngày hôm nay, nhưng sự ra đi của cô ấy, thay vì nói là do vận mệnh an bài, chỉ bằng nói đó là sơ suất của tôi, tôi đã không chăm sóc tốt cho tình yêu của chúng tôi. Tôi không yêu lầm ai, vậy nên tôi cũng tin rằng Ma đạo tổ sư sẽ không yêu lầm người. Ma đạo tổ sư vì phá quân mà không mở lòng với nữ đế, nhưng tôi biết trong thâm tâm ông ấy vẫn ái mộ nữ đế. Nếu không, ông ấy cũng sẽ không giúp nữ đế nhận quỷ kiếm thậm chí không tiếc tính mạng đến bờ vực tái sinh để đổi lấy sự thừa nhận của thiên đạo với nữ đế. Nếu với thân phận là người kế thừa của hậu thổ nương nương, cô ấy đã sớm bị thiên đạo để mắt tới rồi. Cờ chiêu hồn nặng chiếu lạnh lẽo, tôi thường vì vậy mà rơi vào bi thương. Nhưng mà sau khi hoa bỉ ngạn trên cờ chiêu hồn nở rộ, tôi cảm thấy có chút yên tĩnh, một sự yên tĩnh thuộc về cái chết. Ma đạo đệ tử, vạn thế thiên hồng, hoa bỉ ngạn khiến câu nói này trở thành sự thật, đây là sự cảm kích lớn nhất của tôi dành cho nữ đế. Được, bây giờ ta sẽ triệu ra sức mạnh lục đạo luân hồi. Tạ Lan, hứa với tôi, không được chết, tôi sẽ không, vừa nói xong, tôi cầm kiếm bay lên sát phía trên mắt biển. Lần này, tôi cảm thấy nguy cơ hủy diệt còn lớn hơn, bởi vì thứ tôi sắp đối mặt là sự tồn tại vượt qua cả tổ sư mạnh mẽ nhất, kẻ thù từ xưa đến nay của hậu thổ nương nương. Tôi không triệu hồi ba thanh hải kiếm hợp thành một, một phần là vì kiếm hải nộ long thật sự không cách nào đả thương đến quỷ mẫu, hơn nữa, như vậy sẽ tiêu hao lượng lớn thần niệm của tôi. Trận chiến tiếp theo sẽ là một trận đào thoát giết chóc lớn. Tôi muốn nhờ vào sự hiểu biết trong cách dùng kiếm để dẫn dắt quỷ kiếm, và thất khiếu linh lung tâm để dò xét những chi tiết biến hóa trong nháy mắt để nhận ra sát ý của quỷ mẫu, an nguy tính mạng đang nằm trên ranh giới rất mong manh. Lúc tôi bay sát phía trên mắt biển, nữ đế tránh xa huyết hải, sáu lá cờ bay phấp phới trên lưng, trên mặt đất đang diễn ra một trận pháp đầy phức tạp bí ẩn, trận pháp này chính là đại trận lục đạo luân hồi. Vì giết mẹ của vạn quỷ, lần này nữ đế trực tiếp mang ra đại trận lục đạo luân hồi từ U Minh thần điện. Quỷ mẫu không để tôi phải đợi quá lâu, chẳng mấy chốc huyết hải lại bắt đầu sôi sục. Mắt biển tạo ra một vòng xoáy, nhanh chóng bắt đầu mở rộng, sau cùng đem tất cả huyết hải cuốn vào trong. Khuôn mặt quỷ của quỷ mẫu đang bắt đầu xuất hiện từ sâu trong xoáy nước. Tôi cho rằng đó là một khuôn mặt, bất luận có bao nhiêu xấu xí dữ tợn đáng sợ, tôi đều có thể chịu được. Nhưng mà tôi phát hiện tôi đã đánh giá thấp sự ghê tởm của quỷ mẫu bởi vì khuôn mặt của bà ấy do vạn ma hợp lại mà tạo thành tôi nhìn thấy trên khuôn mặt bà ấy có bóng ma vô thường ma không đầu quỷ hắc ám ác quỷ hoàng phù quỷ quỷ ngũ quái quỷ tì bà thương hồn điểu xà cốt bà thậm chí còn có cả mùi thần niệm của hình thiên giải thích hình thiên trong sơn hải kinh có nói đến một thần nhân bị thiên đế chặt đầu gọi là hình thiên hết giải thích bởi vì bản thân hình thiên cũng là một loại quỷ khi hắn bị mất đầu hắn đã trở thành lệ quỷ mạnh nhất trên đời có bao nhiêu loại quỷ chính là có bấy nhiêu sát ý đáng sợ nhất là mỗi phần sát ý đều có lực chiến mạnh hơn đạo tổ mạnh nhất mẹ của vạn quỷ đã tăng cường lực chiến của tà quỷ đồng thời cũng khiến bà ấy có nguồn thần niệm vô cùng vô tận chịu được mọi mức độ hao tổn giống như bà ấy đã nói trước đây huyết hải là nguồn gốc lực chiến của bà ấy huyết hải sẽ không bao giờ cạn và bà ấy sẽ không bao giờ bị tiêu diệt khoảnh khắc khuôn mặt quỷ xuất hiện Tôi hướng về quỷ mẫu đánh ra một đường kiếm khí thần kiếm. Thần kiếm mênh mang, trong tĩnh lặng vang lên tiếng sấm sét dữ dội. Hiệu quả vụ nổ do thần kiếm sinh ra, trực tiếp nổ chết một số nguyên hình tà quỷ, đồng thời cũng thành công chọc giận quỷ mẫu. Sau đó, sát ý vô cùng vô tận tập trung hướng về phía tôi. Chương 959, trận huyết chiến với vạn quỷ một. Vạn quỷ chi mẫu là cội nguồn tà quỷ trong trời đất giây phút tôi va chạm với sát ý của bà ta sát ý vô cùng vô tận của vạn quỷ liền ồ ạt à tập kích tôi không gian xung quanh hỗn loạn huyết hải bốc lên quỷ khí sông lên tận trời các quầng sáng tối đan sen tạo ra địa ngục vô gian còn âm u đáng sợ hơn so với phủ đồ huyết ngục sương mù vô tận màu máu đang lượn lờ từng cơn từng cơn gió mang mùi tanh khiến người ta buồn nôn sát khí tràn ngập đất trời màu máu nồng đậm bao trùm lên tất cả khung cảnh theo sau âm thanh kinh thiên động địa ánh sáng màu máu ngút trời bao trùm lên phù đồ huyết mục mùi tanh sộc vào mũi dòng máu không ngừng trào ra từ trong huyết hải bất ngờ trồi lên từng pho tượng quỷ cao lớn khi tượng quỷ trồi lên hai mắt vẫn còn chưa mở sau đó quỷ mẫu niệm thần chú những pho tượng này lần lượt mở ra đôi mắt đỏ tươi vạn quỷ đều bước ra nhe răng hút máu chờ cơ hội ra tay nếu như nhân gian có trăm loại quỷ lấy cảnh giới tu vi hiện tại của tôi có thể dễ dàng giết chúng mà không tốn chút sức lực nào nhưng những pho tượng quỷ này là do chính quỷ mẫu dùng thần niệm điều khiển mỗi pho tượng đều có lực chiến mạnh hơn cả đạo tổ mạnh nhất đáng sợ ở chỗ vẫn là ở trên ba thanh hải kiếm của tôi ba thanh hải kiếm tuy có thể thành cấm kỵ của đạo tổ mạnh nhất nhưng hải kiếm suy cho cùng cũng là vật chết không cách nào chủ động phân biệt tìm ra nhược điểm đối phương mà phát động công kích nhưng phù đồ huyết ngục bắt nguồn từ quỷ mẫu nó sẽ không cho tôi chút cơ hội dù là nhỏ nhất để trốn thoát khỏi nó bốn phương tám hướng toàn bộ đều bị khóa chặt Tuy vạn quỷ cùng xuất hiện, nhưng tốc độ công kích không đều nhau, động tác nhanh nhất là thương hồn điều và cửu đầu điều là hai loại quỷ lệ bay trên không. Thương hồn điều đúng như tên gọi, chính là chuyên công kích thần hồn con người, tà quỷ này thích nhất là bay lượn lờ trên đỉnh đầu người ta, một khi bị nó tìm ra sơ hở nó sẽ mổ xuyên qua hộp sọ, trực tiếp nuốt lấy ba hồn bảy vía. Thương hồn điều bình thường đương nhiên không thể thương tổn đến thân thể đạo tổ, nhưng thương hồn điều này là do vạn quỷ chi mẫu điều khiển, căn bản không cần tìm ra sơ hở mà trực tiếp từ trên cao mổ đòn chí mạng hướng về tôi. Thấy vậy, tôi vốn muốn dùng quỷ kiếm trốn thoát, nhưng tôi nhìn thấy cửu đầu điều bay sát phía sau, trực tiếp triệu ra biển lửa địa ngục. Như vậy, dù tôi có tránh được đòn tấn công của thương hồn điều, cũng không thể thoát được vết bỏng do biển lửa địa ngục của cửu đầu điều. Cửu đầu điều, còn gọi là cửu phượng hoàng, là loài chim báo điểm gở trong thần thoại Trung Quốc. Ban đầu gọi là quỷ sa, có 10 cổ, 9 đầu, vì phát âm tiếng trung cổ của từ cửu và quỷ giống nhau, nên về sau được gọi là quỷ điểu. Ở núi Quy Khư Bất Chu trong màn sương hư không dày đặc, chúng tôi cũng đã từng săn một con cửu đầu điểu, bất quá lúc đó cửu đầu điểu vốn không thể chịu hồi được lửa địa ngục. Hiện tại, tượng quỷ cửu đầu điểu là do quỷ mẫu điều khiển, chỉ dùng một tay cũng kinh động trời đất. Luyện thành biển lửa địa ngục, trực tiếp khóa chặt không gian dịch chuyển của tôi, cho dù tôi thoát vào khoảng không, cũng không cách nào hoàn toàn thoát được tổn thương biển lửa gây ra. Bây giờ tôi trên có thương hồn điểu mổ tấn công, dưới có lửa địa ngục của cửu đầu điểu. Theo sau hai kẻ này, còn có hình thiên không đầu hầm hầm lao tới, tay cầm hai kiếm chém thẳng về phía tôi. Cả ba mũi công kích, với tôi mà nói, mỗi mũi công kích đều là một thử thách nguy hiểm đến tính mạng. Thất khiếu lung linh tâm cực kỳ nhạy bén, rất nhanh chóng phân tích giúp tôi mọi biến hóa. Ngay lập tức, tôi triệu ra ma kiếm, hai tay giữ lấy chuôi kiếm, phát ra kiếm khí ma kiếm mạnh mẽ nhất. Sơ kiếm lên trời, hướng tới chiếc mỏ còn chưa khép lại của thương hồn điểu mà đâm xuyên qua. Thương hồn điểu không ngờ tôi sẽ hướng về nó mà đâm mạnh tới, vừa định phản ứng, đã bị ma kiếm của tôi đâm xuyên qua miệng. Thấy vậy, tôi lập tức lấy ma kiếm hướng về cái bụng khổng lồ của nó đâm vào. Sau khi hoàn thành trọn vẹn ma kiếm, bản thân nó sẽ phát ra phép thần thông, phản kích lại. Thương hồn điểu trúng đòn của tôi nặng nề, thân thể trao đảo, càng không có sức ngăn lại đòn tấn công của tôi. Chỉ nghe một tiếng chim kêu thảm thiết, ngay lập tức cả người tôi cùng ma kiếm lao vào bụng thương hồn điều. Kiếm khí ma kiếm đang điên cuồng tàn phá trong bụng thương hồn điều, chỉ trong chốc lát đã diệt đi toàn bộ sinh cơ của thương hồn điều, không còn sinh cơ, thần niệm của quỷ mẫu liên kết vào thương hồn điều cũng bị chặt đứt. Thương hồn điều từ trên không trung rơi xuống, vừa đúng rơi vào biển lửa địa ngục của cửu đầu điều phun ra. Vì tôi đang ở trong bụng thương hồn điều, biển lửa địa ngục tạm thời vẫn không thương tổn tới tôi, sau đó tôi cùng ma kiếm từ trong bụng thương hồn điều, hướng lên trên không mà thoát thân. Lần này, tôi đã kịp chạy thoát trước khi biển lửa địa ngục lấn tới, đồng thời cũng kéo xa khoảng cách với Hình Thiên. Hình Thiên thấy tôi đã thoát chết an toàn, bèn vô cùng tức giận, ném thẳng cái diều chiến về phía tôi. Chương 960, trận huyết chiến với vạn quỷ hai. Đòn tấn công của những tà quỷ này đều vượt trên cấp bậc đạo tổ mạnh nhất, nhưng bởi vì do quỷ mẫu dùng thần niệm điều khiển, linh thức không được nhạy bén bằng thất khiếu lung linh tâm của tôi. Chiếc diều này của Hình Thiên trông mạnh vô cùng, nhưng nó lại không khóa chặt được thân hình tôi ngược lại còn khiến tôi có cơ hội mượn sức của nó để nhảy lên cao ngay khi tôi cho rằng mình sẽ nhảy lên vô cùng cao trên không tránh được vạn quỷ tổn hại bỗng nhiên ngay trên đầu tôi xuất hiện xoáy hư không khổng lồ màu máu sau đó khuôn mặt quỷ của quỷ mẫu từ trong xoáy hư không hiện ra hóa ra dù cho bà ta có lên trời rồi nhưng bất kỳ hành động nào của tôi cũng không thoát khỏi chiếc khóa thần niệm của bà ta thấy vậy tôi liền quyết định bỏ đi kế hoạch trốn thoát lên trên không nhưng mà bên dưới toàn bộ là lệ quỷ tầng tầng lấp lấp nhiều không kể xiết đang lao tới từ trời xanh rơi xuống hoàng tuyền hai lần mờ mịt đều vì kẻ thù truyền kiếp hình thiên lại hướng tôi mà giết tôi dùng thần kiếm chống cự chỉ nghe một tiếng ầm ầm chấn động dữ dội tôi không địch lại sự dũng mãnh của hình thiên lập tức bị đánh ngã xuống từ trên không khi ở trên không tôi cảm nhận được hai luồng sát khí cực kỳ lạnh lẽo hướng về phía tôi tập kích đồng thời tôi cũng cảm thấy có luồng gió nhanh chóng lướt qua khuôn mặt mình hai luồng sát ý này lần lượt đến từ chiếc cổ dài của ma không đầu càn quét và hai rắn xanh đỏ của sa cốt bà, và còn có luồng gió lạnh lẽo từ quỷ ngũ quái thổi qua. Một con quỷ trong quỷ ngũ quái đang ngửi được mùi thần hồn của tôi mà gieo vào lời nguyền. Cái gọi là quỷ ngũ quái, theo truyền thuyết nhân gian còn gọi là một mắt năm ông. Trong năm con quỷ thì có bốn con không có mắt, chỉ có một con là có mắt, bốn con quỷ còn lại đều là dựa vào con mắt này để nhìn xung quanh, vì vậy nên gọi chung năm con quỷ này là một mắt năm ông thân thể năm con quỷ này không thể tách rời, ngoại trừ con quỷ có mắt, bốn con quỷ còn lại không thể tự ý hành động, mọi mệnh lệnh đều phải tuân theo con quỷ có một mắt. Năm con quỷ này sẽ tới chỗ người ta đang ngủ, dùng mũi người người đó, không phải cả năm con quỷ cùng lao tới người, mà là lần lượt theo thứ tự, từng con đến người. Cứ như vậy, người bị chúng người sẽ phát bệnh, khi con quỷ thứ hai và con quỷ thứ ba người, bệnh tình người đó sẽ càng ngày càng nặng hơn, đợi đến khi con quỷ thứ năm người xong, cũng là lúc người bệnh qua đời. Thấy vậy, tôi không thể không dùng quỷ kiếm, thân thể hoàn hảo tránh thoát càn quét của ma không đầu, bất quá, do tôi bị luồng gió lạnh của quỷ ngũ quái đánh hơi qua, làm cho thân thể đang thi triển pháp thuật cả tôi ngưng trệ lại một chút, bị con rắn xanh của xà cốt bà cắn vào mắt cá chân. Con rắn xanh có độc tính cực cao, ở trong phù đồ huyết ngục của vạn quỷ chi mẫu, chất độc trong thân thể đạo tổ cũng không thể hoàn toàn được miễn nhiễm. Đợi đến khi tôi hiện thân do độc rắn xâm nhập, thân thể thi triển phép thuật của tôi cũng dần yếu đi. Hình thiên còn chưa truy sát tới, nhưng ác quỷ đã há cái miệng máu me đến ngay sau lưng tôi rồi. Tôi muốn làm lại lần nữa, bản thân cầm kiếm quỷ kiếm lao vào bụng ác quỷ, nhưng ngay khi tôi vừa ra tay, lại có một luồng gió lạnh phất qua khuôn mặt tôi, tôi lại lần nữa trúng lời nguyền làm suy yếu của quỷ ngũ quái. Nếu lúc này tôi vẫn cố sức lấy ma kiếm cùng đâm vào trong bụng ác quỷ, rất có thể tôi sẽ bị nó phản ứng lại mà cắn đứt ngang hông tôi. Tôi thở dài, từ bỏ ý định cùng ma kiếm lao vào, thay vào đó tôi cùng quỷ kiếm đâm theo hướng chết lên phía trên không lần này vận may của tôi còn tệ hơn, vừa vọt lên trên không, đột nhiên cảm thấy một chàng công kích rất mạnh chấn động đất trời truyền đến, một chiếc ủng màu máu đang hướng về phía tôi mà dẫm. Nếu bị dẫm chúng, có thể tôi sẽ chết ngay tại chỗ. Chiếc ủng này, không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là kiệt tác điếu ủng quỷ. Dân gian lưu truyền, điếu ủng quỷ thích nhất là rình dập theo dấu bước chân con người, bắt trước theo tiếng bước chân người nhưng điếu ủng quỷ do quỷ mẫu điều khiển căn bản sẽ không theo dấu chân tôi mà là nhằm vào lên linh hồn trên đỉnh đầu tôi mà dẫm lúc này thân thể thi triển phép thuật của tôi đã suy yếu không thể tiếp tục cùng quỷ kiếm trốn vào khoảng không thất khiếu linh lung tâm tiếp thêm cho tôi dũng khí vô cùng vô tận tôi lập tức dứt khoát xoay người từ đầu đến chân bị dẫm đạp linh hồn bị dẫm bởi điếu ủng quỷ chỉ nghe tiếng ầm vô cùng lớn đột nhiên vang lên người tôi như con diều đứt dây đâm thẳng về nơi vạn quỷ đang tụ tập dày đặc bên dưới cú va chạm này khiến tôi bị thương nặng mà trước đây tôi đã trúng lời nguyền của quỷ ngũ quái hai lần lại thêm bị con rắn xanh của xà cốt bà cắn một lần khi người tôi còn ở trên không thì thất khiếu đã bắt đầu cùng lúc chảy máu mà phía dưới tôi vạn quỷ đều đã vây chặt lấy thân hình tôi chỉ đợi tôi rơi vào tấm tấn công của chúng khoảnh khắc sắp hứng chịu cái chết bởi vạn quỷ cắn nuốt chính thời khắc này tôi đã có một lựa chọn cực kỳ táo bạo tôi đem cờ chiêu hồn ma đạo từ giữa huyền quan ra triệu hồi Cờ chiêu hồn tuy lạnh lẽo nặng nề, nhưng là tượng trưng cho khí số ma đạo của tôi. Vào thời khắc này, cuộc chiến phong thần đang dâng cao, ma đạo vẫn chưa hứng chịu thất bại nào. Tôi muốn dùng khí số ma đạo để chấn áp uy thế vạn quỷ. Tạo ẩn có thể sử dụng khí số nhân tộc, hôm nay tôi cũng muốn dùng khí số ma đạo giúp tôi thoát khỏi tai họa này. chương 961, Lục Đạo Luân Hồi 1 Khí số tồn tại trong bóng tối, từ lúc vạn quỷ chi mấu thua hậu thổ nương nương, toàn bộ khí số của bà ta bị rút cạn. Vì để bù đắp cho bà ta, thiên đạo đã ban cho bà ta vùng huyết hải này, mà huyết hải này chính là khí số của bà ta, cũng là cội nguồn sức mạnh của bà ta. Từ lần đầu tiên biết đến cờ chiêu hồn trong huyền quan, tôi đã từng tưởng tượng nếu như cờ chiêu hồn cũng là một pháp bảo, thì sẽ có uy lực lợi hại đến nhường nào. Nhưng mà sau đó, khi ngày càng nhiều ý chí anh lính của đệ tử ma đạo đã hy sinh trên chiến trường bị hút vào bên trong, tôi cũng dần dần từ bỏ suy nghĩ này nó đã trở nên quá nặng nề tôi dốc lòng bảo vệ mà vẫn nơm nớp lo sợ gặp chuyện không may làm sao dám đánh động chủ ý gì với nó nhưng mà hiện giờ sống chết của tôi đang ngàn cân treo sợi tóc nếu tôi chết ở đây thì ma đạo sẽ không còn tương lai nữa không còn cách nào khác tôi chỉ đành triệu hồi cờ chiêu hồn ra mà thôi khí số tồn tại trong bóng tối lạm dụng khí số cũng giống như tùy tiện đưa đầu cho kẻ khác chém vận may sẽ càng lúc càng ít đi nhưng mà bây giờ tôi đã không còn đường lui nữa khi cờ chiêu hồn vừa xuất hiện vạn quỷ bên dưới đều sợ hãi thất kinh hồn vía những cánh hoa do các đệ tử ma đạo vạn kiếp thiên hồng hóa thành rơi rải rác khắp nơi mỗi khi có một cánh hoa rơi xuống đầu quỷ tông ngay lập tức đánh trọng thương âm thân của chúng trong thoáng chốc hàng loạt tiếng gào thét thảm khóc vang lên vạn quỷ mất khống chế ồ ạt lao về phía huyết hải đồng thời khí số ma đạo cũng suy giảm nghiêm trọng đây là hậu quả nếu tôi sử dụng cờ chiêu hồn Tôi không biết việc khí số ma đạo suy giảm trầm trọng vậy sẽ gây ra tác hại gì cho đệ tử ma đạo, nhưng hiện giờ tôi cũng không còn thời gian tính toán chuyện này nữa. Đối mặt với biển hoa đang rơi xuống, vạn quỷ bỗng nhiên mất kiểm soát, bao gồm cả mấy con muốn xông vào giết tôi, cũng bị khí số của cờ chiêu hồn dọa sợ, lao ầm xuống huyết hải. Chỉ trong thoáng chốt, vùng huyết hải đã yên tĩnh trở lại. Nhưng mà chưa kịp để tôi lấy lại tinh thần, khuôn mặt quỷ to khổng lồ treo lơ lửng trên không trung bỗng nhiên gào lên ầm ý. Đồ sắc láo, dám dùng khí số ma đạo sỉ nhục ta nhà ngươi thật sự cho rằng vạn quỷ chi mấu ta đây không có cách đánh trả hay sao nói xong mặt quỷ bắt đầu niệm chú ngữ mỗi một âm tiết đều mang theo quỷ khí u ám tựa hồ như tiếng quỷ khóc rên rỉ bên tai làm tôi cảm thấy lạnh sống lưng theo câu chú ngữ được đọc lên vùng huyết hải đang yên tĩnh bắt đầu nổi sóng cuồn cuộn mặt nước biển dâng cao thoáng chốc đã hóa thành những cơn sóng giữ đầy máu nhấp nhô lên xuống những cơn sóng cuồn cuộn trào dâng dữ dội tựa như đang nổi trận cuồng phong. Chính lúc này, tôi bỗng nhiên nhận được thần niệm truyền âm của nữ đế. Tạ Lan, đừng để máu tươi nhuộm bẩn cờ chiêu hồn, mau thu hồi nó về huyền quan. Vừa nghe thấy lời khuyên của nữ đế, tôi vội vàng thu hồi cờ chiêu hồn ma đạo cao mười mấy trượng về lại bên trong huyệt thần đình. Mất đi sự chân áp của cờ chiêu hồn, những con sóng đỏ ngầu bất thình lình hóa thành hình dáng vạn quỷ đáng sợ, lũ lượt sông về phía tôi. Lúc này đây, tôi giống như đang đứng chờ trọi giữa trung tâm cơn bão, xung quanh bị bao vây bởi những cơn sóng cuồn cuộn đỏ ngòm mùi tanh tưởi sọc lên sóng mũi ngước lên nhìn mặt quỷ đang lăm le nuốt chửng tôi lần này tôi thật sự đã hết đường chạy rồi tôi bị những cơn sóng tanh tưởi xoay vòng đến chóng cả mặt chặn đứng hết mọi không gian di chuyển của tôi mà mặt quỷ trên đầu tôi cũng từ từ áp sát xuống bên dưới hầm hầm nhìn tôi mở to cái miệng rộng đẫm máu kia ra lần này tôi thật sự đã rơi vào đường cùng dưới đất không còn chỗ lẫn trốn muốn dùng quỷ kiếm bay đi cũng không được một cơn gió lạnh quét qua, tôi lại bị sức mạnh của lời nguyền thứ ba của ngũ kỳ quỷ đánh trúng, cơ thể càng thêm suy yếu. Cái chết đang cận kề trước mắt, cho dù không bị lời nguyền suy yếu của ngũ kỳ quỷ ám lên người, tôi cũng không có cơ may sống sót sau khi bị những cơn sóng này bùa vây. Mà nếu như tôi chết ở đây, thì đến một mảnh tàn hồn nhỏ nhoi cũng không lưu lại, vì uy lực mạnh nhất của quỷ mẫu là khống chế linh hồn. Cho dù tôi không thu hồi cờ chiêu hồn, cũng không thể nào ngăn chặn vòng vây lũ lượt của mấy cơn sóng dữ, với lại một khi cờ chiêu hồn bị máu tươi nhúm bẩn, chẳng mấy chốc sẽ khiến khí số ma đạo đứng trước bờ vực diệt phong, lúc đó cuộc chiến phong thần còn chưa bắt đầu, thì ma đạo đã sụp đổ vì cạn kiệt khí số, buộc phải rút lui khỏi vòng tranh đấu. Khi một người phải đối mặt với cái chết, thì thất khiếu lung linh tâm cũng mất đi sự bình tĩnh vốn có. Sau khi có được trái tim của bảy loại nguyên lực, tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ cảm thấy mông lung hay lạc lối nữa, nhưng mà giờ phút này, trong lòng tôi lại nhớ về quá khứ choáng ngợp của ngày trước. Khi con người đứng trước cửa tử ai cũng nói lời tử tế, hồi tưởng về cuộc đời của mình, cũng là bản năng tự nhiên của con người. Trước giờ chỉ có đệ tử ma đạo vạn kiếp thiên hồng, mà hôm nay, ma đạo tổ sư của họ, cũng sẽ theo họ hóa thành cánh hoa. chương 962, Lục Đạo Luân Hồi 2 Nữ đế không đủ khả năng nắm rõ hết mọi chuyện, ít nhất tôi biết, lục đạo nhân hồi của cô ấy vẫn chưa có được chiến lược xoay chuyển càn khôn. Có lẽ sau khi tôi chết đi, cô ấy sẽ chấp thờ cơ đâm quỷ mẫu một nhát chí mạng, nhưng tuyệt đối không phải lúc này nói ra cũng thật tức cười tôi vừa ra tay đã trúng kế người khác không ngờ đến chết cũng chết do bị kẻ khác gài bẫy nhưng chuyện này tôi sẽ không trách nữ đế bởi vì đây là sự lựa chọn của tôi là tôi quá tự mãn sức mạnh chiến đấu của mình đồng thời đánh giá thấp sự tàn khốc của lựa chọn này nhưng nếu như tôi không làm vậy lỡ quỷ mẫu giết chết nữ đế đến lúc ấy lục đạo luân hồi sụp đổ sẽ khiến chúng sinh hứng chịu một trận đại nạn diệt phong với lại quỷ mẫu là chó săn của thiên đạo, sau khi xuất thế át cũng sẽ đối địch với ma đạo. Vốn dĩ ma đạo đã có hai kẻ thù khó nhận là châu khuất và nữ oa, giờ thêm một quỷ mẫu, làm sao đủ sức chống đỡ. Chính vì nghĩ thông suốt những điều này, tôi mới cam tâm tình nguyện cùng nữ đế cược một phen. Nhưng thật không ngờ đến cuối cùng vẫn thua rồi. Cuối cùng, dưới mệnh lệnh của quỷ mẫu, những con sóng giữ đảo ngầu bên cạnh tôi bắt đầu hợp lại. Giây phút này, tôi phải dùng thân mình chịu đựng tất cả đòn tấn công của tượng vạn quỷ tôi đã từ bỏ phản kháng bởi vì biết đó chỉ là chuyện tốn công phí sức tiếng gào thét của vạn quỷ vang lên hóa thành sát cơ đáng sợ chính ngay giây phút sinh tử tôi đột nhiên cảm thấy mình bị một luồng sức mạnh thần niệm lạ lẫm bao vây sau khi bị sức mạnh thần niệm này bao vây toàn bộ ngũ cảm lục thức của tôi bị phong bế đến cả thần hồn cũng rơi vào trạng thái yên tĩnh trạng thái này rất giống với cái chết hồng trần về với cát bụi dường như tất cả mọi thứ cả tôi đã bị người khác quét sạch nhưng lại giống như tôi đang giao phó hết cho vận mệnh còn bản thân tôi đã không còn trên đời nữa. Tôi không biết thần hồn của mình đã yên lặng bao lâu, đợi đến khi tôi hồi phục thần thức, cả người tôi đã ở trong bánh răng lục đạo luân hồi của nữ đế. Vạn quỷ gào thét, phóng ra sát cơ, nhưng khi sát cơ của chúng mất đi mục tiêu, vậy thì sức mạnh hủy diệt không thể giải thoát ra được kia sẽ cắn trả lại bản thân chúng. Những cơn sóng hội tụ lại một chỗ, va chạm vào nhau, vỡ vụn rồi bị nổ tung. Sức mạnh hủy diệt trời đất bất thình lình đối chọi nhau khiến vùng huyết hải bị đẩy vào thế mất kiểm soát. Trên khuôn mặt quỷ của quỷ mẫu bỗng nhiên lộ vẻ hoảng hốt, bởi vì tình hình bây giờ đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát của bà ta, khiến thần hồn của bà ta bị tổn hại nặng nề. Trước giờ quỷ tông đều dựa vào đòn công kích niệm lực, cái gọi là niệm lực bắt buộc phải có mục tiêu chuẩn xác. Ngay khi sức mạnh niệm lực bùng nổ, mà mục tiêu lại đột một biến mất, thì sức mạnh hủy diệt đó sẽ cắn trả lại người thi triển. Những cơn sóng tanh tưởi hóa thành bọt biển, tượng vạn quỷ cũng men theo tiếng thất thanh từ từ mất đi hình dạng. Đợi khi tất cả đã quay về mặt biển, cả huyết hải đã biến thành biển chết. Quỷ mẫu nhận ra mùi nguy hiểm, muốn trốn xuống đáy biển, tiếc rằng bà ta đứng ở vị trí quá sao, mà nữ đế người một lòng muốn tiêu diệt bà ta tất nhiên sẽ không cho bà ta cơ hội an toàn quay về biển. Kiếm khí mang sức mạnh hủy diệt kinh người do kiếm lục đạo luân hồi chém ra, xuyên qua gương mặt xấu xí dữ tợn của quỷ mẫu, nhờ đó đâm thủng mặt quỷ, tổn hại đến thần hồn của quỷ mẫu. Quỷ mẫu kêu gào thảm thiết, sự kinh hoàng bao trùm đôi mắt. Nhưng mà dù bà ta có gắng sức chạy trốn đến ngóc ngách nào, cũng không thể thoát khỏi tầm ngắm của nữ đế. Còn át chủ bài lớn nhất của bà ta là tượng vạn quỷ do huyết hải biến thành, cũng là chỗ đáng sợ nhất của mặt quỷ. Luận về sức mạnh chiến đấu, thì dù tôi và nữ đế có hợp sức lại cũng không phải đối thủ ngang tài ngang sức với bà ta, khi bị tượng vạn quỷ tấn công dồn dập, đến cơ hội chạy thoát tôi cũng chẳng có, sử dụng cờ chiêu hồn cũng chỉ có thể giúp tôi đổi lại một chút cơ hội sống sót mỏng manh tiếp theo vẫn phải bó tay chịu chết nữ đế cũng như vậy trước đây cô ấy đã bị thương sức mạnh chiến đấu bây giờ cũng không khá khẩm hơn là bao thế nhưng tâm tư nữ đế cẩn trọng đã sắp xếp hết mọi chuyện mới đầu tôi còn tưởng nữ đế muốn mượn đại trận lục đạo luân hồi để tăng sức mạnh chiến đấu cho bản thân mình quyết đánh một trận sinh tử với quỷ mẫu nhưng thật sự không ngờ cô ấy gài tôi làm mồi nhử ép quỷ mẫu phát động một đòn hủy diệt Nghĩ đến điều này, tôi càng hiểu thêm lòng dạ thâm hiểm của nữ đế. Càng thở phào nhẹ nhõm khi cô ấy không tham gia cuộc chiến phong thần. Nếu không thì, lỡ như Âm Ty do cô ấy chủ trì đại cục, thì cần gì nữ oa tốn công ra tay, chỉ cần một mình Âm Ty đã đủ sức tiến ma đạo xuống suối vàng. Kiếm của nữ đế càng lúc càng nhanh, nhát đâm ngày một thâm độc hơn. Lúc cô ấy đang dùng hết sức giết quỷ mẫu, tôi vẫn chú ý thấy khí thức thần thánh trên người cô ấy càng lúc càng mạnh mẽ hơn hình ảnh của chính cô ấy lại ngày một thiêng liêng hơn. Nhìn một hồi tôi đã dần hiểu ra, đây là trạng thái công đức của nữ đế. Hậu thổ nương nương hóa thân thành lục đạo luân hồi đã ngưng tụ ra công đức cao thâm vô lược, sau khi nữ đế giết được quỷ mẫu thì công đức tuyệt đối sẽ không kém hơn quỷ mẫu. Cuối cùng, sau khi quỷ mẫu hét lên một tiếng oan thán bất kham, thần hồn đã bị kiếm khí quỷ kiếm chém ngang. Nữ đế đã xuất chiêu ắt sẽ tóm gọn thần niệm của quỷ mẫu, không chừa cho bà ta một chút hơi tàn nào, thẳng tay tiến bà ta về với cát bụi. Sau khi quỷ mẫu chết, thần niệm trên người nữ đế bỗng nhiên tỏa ra hào quang rực rỡ, sức mạnh thần thánh bao trùm cả không gian, truyền xa tới mọi ngóc ngách ở phương xa. Chương 963, quyết biệt ngô ái tạm biệt người ta yêu một. Mưu kế của nữ đế quả đúng là thâm sâu khó lường, nhưng cũng không phải âm hiểm độc ác. Chẳng qua lỡ có bất kỳ sơ hở nào, tôi chắc chắn sẽ chết mất xác, mà một khi tôi đã ngã xuống, thì cô ấy cũng sẽ không thoát khỏi sự truy sát của vạn quỷ chi mẫu nếu như ta không nghĩ đến việc sử dụng cờ chiêu hồn sau đó bị tượng vạn quỷ giết chết trước thì sao nhớ đến điều này tôi hỏi thất khiếu lung linh tâm sẽ giúp cậu đưa ra sự lựa chọn tốt nhất cô chưa từng lo lắng cậu sẽ phạm phải sai lầm cửu u nữ đến nói được thôi lần này cô lại thắng nữa rồi ta rất tò mò làm sao cô có thể dùng trận pháp lục đạo luân hồi để giúp tôi trốn thoát vậy trước đây tôi tưởng rằng tôi chỉ là một người bình thường là một phần nhỏ của chúng sinh lục đạo sau đó khi đã biết mình có cùng một mạng với Ma đạo tổ sư, tôi mới hiểu, mạng của tôi hoàn toàn trong nằm trong vòng luân hồi. Khi Từ Phúc đoán chữ, đã nói chữ chính là điểm đến cuối cùng, có bắt đầu có kết thúc, tự khắc sẽ viên mãn. Nếu nói theo cách đó, trận pháp lục đạo luân hồi của nữ đế không có tác dụng gì với tôi mới phải. Mạng của cậu đúng là không nằm trong lục đạo luân hồi, nhưng mà, cậu đã quên giáo nghĩa của Ma đạo các cậu rồi hay sao? Giáo nghĩa của Ma đạo, chúng sinh bình đẳng, không phân biệt chủng loại ông ấy đã tính thiên đạo vào trong chúng sinh, tất nhiên cũng sẽ không để bản thân nằm ngoài chúng sinh lục đạo. vậy nên, cho dù mạng của cậu trong có trong lục đạo luân hồi, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của trận pháp lục đạo luân hồi. thì ra là vậy, ta hiểu rồi. nữ đế nói, pháp trận lục đạo luân hồi chỉ giúp tôi luân hồi một lần, từ nay về sau sẽ không còn tác dụng với tôi nữa. bởi vì tôi chính là kết thúc, cái mạng này đến chỗ tôi sẽ không còn bất cứ luân hồi nào nữa. nữ đế giết chết vạn quỷ chi mẫu. Huyết hải đã thật sự trở thành biển chết. Thập vạn đại sơn ở nhân gian đã được bị diệt sạch sẽ, chư thần hoàng hôn của thiên giới cũng bị song kiếm tử thanh khuất phục, bây giờ đến lượt kiếp nạn sau cùng là huyết hải phù đồ, cũng đã bị loại bỏ nguy hiểm hoàn toàn theo cái chết của vạn quỷ chi mẫu điều này đã chứng minh, thiên đạo đã mất đi khả năng khống chế tam giới. Xem ra, thiên đạo vốn không phải là kẻ nắm rõ từng tận mọi việc, lần này đâu có ra tay ngăn cản cô giết chết vạn quỷ chi mẫu. Tôi cảm thái nói, cậu nói sai rồi cho dù hắn đoán trước được cái chết của quỷ mẫu, cũng sẽ không đến ngăn cản ta đâu. Tại sao chứ? Tôi hỏi, vì đây vốn là kết quả hắn muốn nhìn thấy. Thiên đạo muốn thoát thân khỏi nhân quả, Thập Vạn Đại Sơn, Chư Thần Hoàng Hôn, Huyết Hải Phù Đồ đều là ba nơi đại nạn liên kết chặt chẽ với Thiên đạo, vậy nên hắn mới để mặc cho chúng ta giải quyết hết mấy thứ này. Nhưng nếu nói như thế, Thiên đạo không phải sẽ mất đi vũ khí đe dọa đến tam giới sao? Bởi vì hắn không còn nhiều sự lựa chọn nữa, không cắt đứt nhân quả với tam giới Thiên đạo không thể chuyên tâm đối phó với sự trở về của Thái Cổ Thần Ma. Cửu U nữ đến nói: "Cái gì? Thái Cổ Thần Ma sắp quay về sao?" Tôi kinh ngạc thốt lên. "Đúng vậy đó, trong tương lai sắp tới, Thiên đạo phải đón nhận ngọn lửa phục thù đáng sợ của Thái Cổ Thần Ma." Vì vậy, hắn mới vội vàng khơi mào cuộc chiến phong thần, dùng đại nạn diệt thế cắt đứt tất cả nhân quả, tập trung hết sức vào việc chiến đấu với Thái Cổ Thần Ma. Nhưng mà, Thái Cổ Thần Ma không phải đã bị Thiên đạo tiêu diệt rồi sao? Thái cổ thần ma sẽ chết, nhưng thái cổ tam giới sẽ không biến mất. Trong hàng ngàn năm dài đằng đẵng, thái cổ tam giới đã nuôi dưỡng ra thái cổ thần ma tân nhiệm rồi. Đợi bọn họ nắm giữ đủ sức mạnh, sẽ dẫn binh tuyên chiến với Thiên đạo. Thái cổ thần ma từng thất bại một lần rồi, Thiên đạo ngày nay còn mạnh hơn lúc trước, làm ngóc đầu trở lại chứ. Cho dù đánh không lại, bọn họ cũng phải đánh, bởi vì thái cổ thần ma cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Nữ đế nói, thời gian đứng về phía Thiên đạo thái cổ tam giới từng là căn nguyên của vũ trụ đại diện cho vũ trụ bây giờ nhưng mà thiên đạo đã nắm quyền quản lý thế giới của chúng tôi sau đó còn sản sinh ra tam giới hoàn toàn mới vì thế thái cổ ma giới vẫn chỉ là quá khứ đã qua thời gian càng đổi thay thái cổ tam giới sẽ càng lúc càng thêm kiệt quệ mài mòn giả sử thái cổ thần ma để mặc cho thời gian trôi đi rồi sẽ có một ngày bọn họ sẽ bị lãng quên trong dòng sông thời gian dài đằng đắng chính lúc tôi và nữ đế giết chết quỷ mẫu ở huyết hải phù đồ thì quỷ môn âm ti đang tiếp nhận cuộc chiến tàn khốc nhất trong đời, đồng thời cũng là cuộc chiến có chiến tích huy hoàng nhất cuộc đời Thùy Họa. Cuộc chiến này, Thùy Họa dựa vào hồn năng vô tận của âm ti, khiến cho trăm vạn quân sĩ âm ti chết mục xương. Tiêu diệt khoảng 80 chiến tướng thiên tôn, 13 người trí cường thiên tôn, và 5 vị đỉnh phong thiên tôn của âm ti. Chiến đấu đến giây phút cuối cùng, đến cả Bắc Minh Đại Đế Châu Khuất cũng tham chiến, vẫn chưa thể chấn áp được sức mạnh bùng nổ của tử thần thần sông vong xuyên tử trận, ngựa sứ đạo giám ngả quỷ cũng ngã xuống. Cái chết của hai vị thần minh át chủ bài của âm ti đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí của âm ti, đồng thời chọc giận đến châu khất. chương 964, Quyết biệt ngô ái 2 Sau khi Thùy Hỏa bị ép nhập Niết Bàn, châu khất dẫn theo các chiến tướng mà đạo dồn dập tấn công cơn lốc hồn năng đen sậm kia, hòng muốn tiêu diệt thần hồn của Thùy Hỏa. Lúc chúng tôi chạy tới chính là lúc chứng kiến, cơn lốc hồn năng màu đen sắp bị phá, mà giờ đây thần hồn của Thùy Hỏa đã như miếng rẻ rách tương, lúc ẩn lúc hiện khó lòng tiếp tục chống đỡ. Sau đó tôi mới biết, lúc Thùy Hỏa bị ép phải nhập Niết Bàn, liền có thể về thẳng thái cổ minh giới, nhưng mà cô ấy vẫn cố chấp không muốn từ bỏ. Chưa kịp đợi tôi ra tay trợ giúp, nữ đế đã phi thẳng đến phía trên quỷ môn quan, phóng ra uy áp thần niệm vô cùng mạnh mẽ thuộc riêng của cô ấy, lớn giọng hét mau dừng tay. Nhìn thấy nữ đế hiện thân, các chiến tướng âm ti giật mình vội vàng ngừng tay nhìn sang nữ đế. Nữ đế Bệ Hạ, tại sao lại ngăn cản chúng tôi tiêu diệt kẻ thù không đội trời chung của Âm Ty chứ?" Châu khuất hỏi, "Hãy để cô ấy rời khỏi đây. Nữ đế Bệ Hạ, Lâm Thùy Họa giết chết hàng ngàn chiến tướng của Âm Ty, mối thù sâu như biển này, lý nào lại để ả à rời khỏi đây dễ dàng như thế được?" Châu Khất không phục đứng lên hỏi, "Ha ha, cô ấy nếu muốn đi bất kỳ lúc nào cũng đi được, người có thể ngăn cản sao? Còn nguyên nhân vì sao không chịu đi, chẳng qua muốn gặp Tạ Lan một lần cuối thôi." Châu Khất tử thần quay về thái cổ minh giới là kết cục đã được định sẵn từ trước, các người có thể lui ra được rồi. Giết không được tử thần, vậy thì giết ma đạo tổ sư. Nhân gian đạo giám sát sứ nhìn về phía tôi nói, tạ lan giúp ta tiêu diệt vạn quỷ chi mẫu của huyết hải phù đồ, hôm nay, cô đã nhận phần tình nghĩa tương trợ này của cậu ấy, nếu kẻ nào dám to gan giết cậu ấy, cô sẽ dùng kiếm lục đạo luân hồi chém kẻ đó. Nữ đế hét lớn, âm thanh rung chuyển cả đất trời. Nữ đế đã buông lời đe dọa, đám âm binh quỷ tướng của âm ti không dám tiếp tục làm càn. Huyết hải phù đồ là nơi chứa kiếp nạn nguy hiểm nhất của âm ti, trong suốt mấy ngàn năm nay, không biết được mang lại cho âm ti biết bao tai họa. Hôm nay nghe nói vạn quỷ chi mẫu đã bị giết chết, âm binh quỷ tướng cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía tôi cũng trở nên phức tạp. Trong lòng châu khất tuy vẫn bùng bùng lửa giận, nhưng cũng biết nếu không có sự hỗ trợ của thiên đạo, thì ở âm ti này không ai có thể lay động nữ đế, cuối cùng núi tiếc trong lòng khó mà buông xuôi tức giận lườm nữ đế một cái quay đầu trở về thành phong đô châu khất vừa xoay người thì những kẻ khách cũng lần lượt rời đi sau trận chiến ở quỷ môn quan châu khất tuân theo ý trời chính thức trở mặt với nữ đế sau đó nữ đế tự mình phong bế bản thân trong thần điện u minh không tiếp tục hỏi han đến chuyện của âm ty đợi sau khi người của âm ty đã rời đi hết tôi mới phi thẳng về hướng cơn lốc màu đen ngòm kia lúc này thần hồn của thùy họa đang cố liều mạng chống lại lực hút về phía cơn lốc cho dù thần hồn của cô ấy đã nát vụn như mảnh vải rách tạ lan cuối cùng em cũng đợi được anh rồi thùy họa nhìn về phía tôi nói xin lỗi anh đến trễ rồi tôi nghẹn ngào nói không trễ chút nào dù sao quay về thái cổ minh giới là số phận đã được an bài sẵn rồi em không thể trốn thoát khỏi nó chỉ không nỡ rời đi khi chưa nói lời tạm biệt anh thôi bây giờ em đã mãn nguyện cũng đến lúc phải đi rồi Mỗi chữ mà Thùy Họa nói ra, đều bòn rút sức mạnh của thần hồn cô ấy. Tôi muốn níu kéo cô ấy, không nỡ để cô ấy rời đi, nhưng tôi biết mỗi một giây cô ấy ở lại đây, đều khiến cô ấy chịu đựng nỗi đau sâu xé thần hồn. Lúc này trong lòng tôi mâu thuẫn tột độ, nước mắt rơi lã chả. tôi muốn giơ tay chạm vào mặt cô ấy, nhưng mà, cơn lốc hồn năng đã cắt đứt sự liên kết giữa tôi và cô ấy. Cuối cùng tôi chỉ đành nói, hãy nhớ kỹ, em đã hứa với anh sẽ quay trở về. Ừ, anh cũng đã hứa với em, sẽ mãi mãi ở nhân gian đợi em. Sinh tử hay xa cách, đã cùng người tạo nên lời thề ước nguyện. Nắm lấy bàn tay người, hai ta cùng nhau đi đến cuối cuộc đời đây chính là lời thề hẹn mà chúng tôi đã trao nhau lúc làm lễ kết hôn. Thân hồn của Thùy Hỏa đã không thể chống chịu được lực hút của cơn lốc nữa. Cô ấy cứ thể mà bị cơn lốc nuốt chửng rồi từ từ biến mất trong tầm mắt tôi, cuối cùng cơn lốc đã đóng lại, cũng tan biến thành khói bụi bay trong gió. Dù cô ấy đã rời đi khá lâu, nhưng tay tôi vẫn duy trì tùy thế giơ về phía trước nước mắt vẫn không thể ngừng rơi. Lời hứa chỉ là lời hứa, nhưng tôi biết rõ, lần niết bàn lần thứ 9 của tử thần gọi là lãng quên. Cho dù tôi có thể sống đến khi thái cổ thần ma quay về đánh nhau với thiên đạo, nhưng lúc gặp lại cô ấy, Thùy Hỏa cũng không nhận ra tôi nữa. Thậm chí, cô ấy cũng sẽ không nhớ tên cô ấy là gì. Cô ấy sẽ có một thân phận hoàn toàn mới, chính là quân vương của thái cổ minh giới. chương 965, Thần Thú Xuất Trinh một sự ra đi của thùy họa là nỗi đau đớn mà tôi không thể mường tượng được lần đầu tiên gặp cô ấy là ở cổng nhà bạch hà sầu lúc chúng tôi liếc mắt nhìn nhau người đỏ mặt đầu tiên chính là tôi bạch hà sầu tính kế gài bẫy tôi muốn tôi lên đài tế bái đọc hôn thư cho cô ấy kết minh hôn với cô ấy bên cạnh mặt hồ từ đó về sau cô ấy chính là tình yêu của đời tôi nhiều năm trôi qua như vậy đệ tử ma đạo đã quen với việc dựa dẫm vào lâm tướng quân của họ quen với việc đi theo sau lưng tướng phá quân mà tôi cũng đã quen cô ấy ở bên cạnh cho dù cô ấy không biết cách chăm sóc người khác chu đáo nhưng cô ấy đôi lúc vẫn rất dịu dàng càng khiến người ta say đắm chia tay chỉ là chuyện nhất thời nhưng xa cách là chuyện cả một đời người tôi biết từ nay về sau tôi sẽ mãi mãi đắm chìm trong cảm xúc đau lòng buồn bã suốt cả đời trong lòng tôi sẽ mãi mãi khắc ghi hình bóng cô ấy nhớ nhung cô ấy tạ lan cậu vẫn ổn chứ nữ đế lo lắng hỏi ừ tôi nhẹ nhàng gật đầu bình tĩnh trở lại trong thời gian ngắn sắp tới châu khất sẽ không suốt binh đâu, vậy nên, ma đạo vẫn còn thời gian giúp nhân tộc ổn định tình hình rối ren ở nhân gian. Thế nhưng, một khi châu khất chuẩn bị xong xuôi hết, nhất định sẽ tự mình dẫn quân công phá quy khư ma đạo. Cảm ơn nữ đế đã cho lời khuyên, không biết nữ đế đã có tin tức gì về hành động của cung hoa hoàng. Tôi hỏi, dù âm ti sớm muộn gì cũng sẽ quay lại, nhưng so với âm ti, tôi càng lo lắng tình hình phía cung hoa hoàng hơn sinh vật khổng lồ và thiên ma bên ngoài thành không xuất hiện vì muốn tham chiến, bọn chúng sinh ra chỉ vì hủy diệt thế giới thôi. Thứ âm ti xem trọng là chiếm được thật nhiều lợi ích từ trận chiến phong thần, thế nên lúc họ ra tay vẫn còn có điểm rẻ chừng. Nhưng mà cùng oa hoàng không cần chiếm được lợi ích gì từ tam giới, bởi vì nữ oa chiến đấu là vì thiên đạo. Thế nên ngay khi nữ oa hoàn thành việc tái thiết quân đội, chính là lúc ma đạo sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tận thế thực sự lần này nữ oa tập hợp sinh vật khổng lồ và thiên ma ngoài thành hai thứ này mặc kệ là cái nào cũng mang sức mạnh chiến đấu hủy diệt cả quy khư cửu u nữ đến nói ma đạo tôi có bao nhiêu phần thắng tôi hỏi ma đạo không có phần thắng trừ phi nói đến đây nữ đế bỗng nhiên ngừng lại im lặng nhìn tôi trừ phi cái gì trừ phi cậu có thể dung hợp thái cổ tam kiếm làm một hợp nhất thái cổ tam kiếm mỗi một cây kiếm có thể chém nứt sức mạnh hỗn độn một mình trải qua hàng trăm nghìn trận chiến một kiếm đối địch cả trăm ngàn quân lính. Bảo vệ quy khư bằng thanh kiếm lợi hại như thế, mới đủ sức ngăn cản sức công phá kinh hoàng của hai đại quân cung hoa hoàng và âm ti. Nhưng nếu làm như thế, cũng có một bất lợi lớn. Tam kiếm hợp làm một giúp tôi thoát khỏi hệ thống tu hành của đạo môn, đồng thời trực tiếp tuyên chiến với thiên đạo. Năm đó sức mạnh của ma đạo tổ sư đứng đầu tam giới, nếu ông ấy muốn tham gia giết địch, thì đảo Kim Ngao sẽ không rơi vào kết cục bi thảm đó. Nhưng mà, thiên đạo đã ra lệnh cấm kiếm của ông ấy. Vì thế, mặc kệ ma đạo tổ sư sở hữu kiếm pháp xuất thần nhập quỷ có thể biến đổi thành ba loại ảo ảnh khác nhau, nhưng cũng chỉ đành trơ mắt đứng nhìn ma đạo bị bao vây tứ phía, cuối cùng dẫn tới đảo kim ngao bị chìm. Ma đạo tổ sư cam lòng chết trên vực trả hồn, bởi vì ông ấy đã biết mình không thể thoát khỏi tầm mắt của thiên đạo. Thay vì sống nhục nhã như vậy, thà lùi một bước tính toán kế sách cho sau này. Mạng của tôi cũng từ đây mà có. Nếu cậu có thể hợp nhất ba mảnh kiếm hải, chắc hẳn đã tìm thấy phương pháp hợp nhất tam kiếm. Nhưng mà, cô không hy vọng cậu cố sức hợp nhất tam kiếm ngay bây giờ đâu. Nữ đế, lẽ nào cô muốn ta phải giống như ông ấy lúc đó, trơ mắt nhìn ma đạo lâm nguy sao? Tôi hỏi, không, cô chỉ không muốn nhìn thấy cậu dẫm lên vết xe đổ của người đi trước. Ngay khi cậu hợp nhất thái cổ tam kiếm, thì đã chính thức động đến giới hạn mà thiên đạo có thể dung tha cho cậu. Cho dù hắn không tự mình giết chết cậu, cũng sẽ cấm luôn kiếm của cậu. Đệ tử ma đạo, vạn kiếp thiên hồng trên đời này không có đệ tử ma đạo nào sợ chết cả thì làm sao có ma đạo tổ sư sợ chết nữ đế bệ hạ ta cảm ơn tấm lòng tốt của cô nhưng mà ta vẫn sẽ giữ chọn lời thế quyết cùng sống chết với quy khư quy khư còn tạ lan còn quy khư mất tạ lan xin chết cùng nơi đó nữ đế trầm tư không nói cô ấy tất nhiên biết lời này của tôi có nghĩa là gì cũng hiểu tôi là người như thế nào năm đó ma đạo tổ sư vẫn còn sự lựa chọn khác bởi thiên đạo chỉ nhắm vào mình ông ấy chỉ cần ông ấy chết đi, đệ tử ma đạo sẽ có thể được sống yên ổn rồi. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác xưa, hôm nay người mà thiên đạo muốn tiêu diệt chính là ma đạo. Vì thế, cho dù tôi có chết đi, đệ tử ma đạo trong quy khư cũng khó lòng thoát khỏi kiếp nạn diệt phong. chương 966, Thần Thú Xuất Trinh 2 Nếu kết quả đã định sẵn như thế, chỉ còn cách chiến đấu tới cùng thôi. Tạ Lan, cô hy vọng cậu có thể bình tĩnh suy xét mọi chuyện, bản thân cậu đã thoát khỏi bàn cờ, chỉ cần không quay lại bàn cờ đó, sẽ không phải gánh lấy đại họa sát thân đâu." Im lặng một hồi lâu, nữ đế thở dài nói, "Nữ đế Bệ Hạ, ta không hành động theo cảm tính đâu. Ta đã hứa với Thủy Hỏa sẽ luôn ở nhân gian đợi cô ấy trở về, vì thế nên ta sẽ không làm liều hợp nhất Tam kiếm để chọc giận Thiên đạo đâu." Với lại ta cảm thấy, nữ đế Bệ Hạ có vẻ hơi xem thường sức mạnh chiến đấu của Ma đạo ta thì phải. Nếu chỉ xét về sức mạnh chiến đấu, thì Ma đạo đúng là bên yếu kém nhất nhưng mà có một loại sức mạnh gọi là sinh ra để chết thiên đường bên trái thì ma đạo lại muốn đi bên phải từ trận chiến hàn hoang đến nay có khi nào ma đạo nắm chắc được phần thắng đâu chỉ có chiến đấu đến chết mà thôi sau khi tạm biệt nữ đế tôi không tiến thẳng tới núi lệ để gặp khương tuyết dương mà xoay người quay về quy khư sau khi gặp hi hòa tôi bảo cô ấy đến nhân gian tìm khương tuyết dương ngọn lửa rực cháy của nguyên phương chính là khắc tinh của tất cả âm linh quỷ hồn có hy hòa bên cạnh hỗ trợ, nhất định sẽ giúp nhân gian sớm ngày dọn sạch ác ma. Hy hòa, trong thời gian ngắn sắp tới âm ti sẽ không suốt binh đánh ma đạo, sau khi cô gặp Khương tướng, bảo cô ấy dốc hết toàn lực ra tay, nhanh chóng dẹp yên tình hình rối ren ở nhân gian, sớm ngày quay về Đông Hải chuẩn bị chiến đấu. Tôi nói, dạ, hy hòa vui vẻ đồng ý, từ lúc hy hòa gia nhập ma đạo, vẫn luôn ở lại quy khư, canh giữa giới môn. Hôm nay tôi phái cô ấy đến nhân gian, tâm trạng khó tránh có chút kích động sau khi Hi Hòa nhận lệnh rời đi, tôi liền đi tìm Yến Tháp. Thủy Kỳ lân Yến Tháp trong khoảng thời gian khá dài, tôi đã không để ông ấy phát huy tài năng chiến đấu của mình, chỉ để ông ấy và Hi Hòa ở lại canh giữ Quy Khư và Đông Hải. Hôm nay tôi không muốn ông ấy tiếp tục che giấu sức mạnh nữa. Đại nạn của Ma Đạo sắp tới, Nguyên Phượng Tổ sư Hi Hoa đã được tôi phái đến nhân gian hỗ trợ, còn Thủy Kỳ lân người luôn ám binh bất động được tôi phái đến Âm Ti. Yến Tháp là người duy nhất có thể ẩn nấp ở Âm Ty, không cần lo kẻ nào phát hiện ra hành tung của mình, bởi vì chính bản thân thủy kỳ lân là đại diện cho ý chí của mặt đất. Tôi muốn để Yến Tháp đến giám sát mọi hành động của Âm Ty, ngay khi Châu Khất muốn điểm tướng xuất trinh, tôi muốn ông ấy tìm cơ hội phá hủy thành Phong Đô. Lần này Châu Khất xuất trinh, nhất định sẽ tập hợp toàn bộ tinh anh tráng kiệt. Đại hòa huyết Hải Phù Đồ mà Âm Ty sợ hãi nhất đã được loại trừ, nếu thế thì Châu Khất sẽ càng không cần phải đề phòng chuyện gì nữa cảnh giới tu vi của yến tháp ngang bằng với đạo tổ nhưng dựa vào dòng máu tam đại thần thú thời hỗn độn hóa thành thân thú kỳ lân thì sức mạnh chiến đấu sẽ sánh ngang với trí cường đạo tổ mà sức mạnh hủy diệt còn vượt trên cả trí cường đạo tổ hơn nữa âm ti nằm dưới mặt đất yến tháp có thể hấp thụ sức mạnh ý chí của mặt đất vừa có thể tấn công vừa đủ sức phòng thủ nhưng mà có rất nhiều thần minh đang lẩn trốn tại âm ti nếu như là trước đây tôi tuyệt đối sẽ không để yến tháp mạo hiểm tính mạng đến đó một mình nhưng mà hiện giờ Châu Khất đã quyết tâm đánh một trận sống chết với ma đạo tôi, thay vì để Yến Tháp ở lại Đông Hải, không bằng đến nơi mà ông ấy có thể phát huy tối đa thế mạnh của Thủy Kỳ Lân. Đạo tổ, nếu ta đi rồi, thì binh lực của ma đạo ở quy khư chắc chắn sẽ suy giảm đi vài phần, làm sao đủ sức ngăn chặn đợt tiến công như vũ bão của hai đại quân của âm ti và nữ oa. Yến Tháp hỏi, cho dù ông có mặt ở đây, đợi khi hai đại quân âm ti và cung oa hoàng kéo đến, ma đạo cũng sẽ không thể giữ được quy khư. Tôi nói, vậy đạo tổ dự định sẽ làm gì bắt buộc phải tấn công kẻ thù mới có thể giành lấy cơ hội sống sót mong manh cho quy khư kéo dài chiến cuộc cuộc chiến phong thần ma đạo không có định sẽ giành chiến thắng cho dù chúng tôi đánh bại hai đạo nhân tiên thì vẫn còn thiên đạo đang chờ sẵn đằng sau thiên đạo muốn cắt đứt nhân quả tất nhiên sẽ không để cho ma đạo sống sót bởi vì từ lúc ma đạo tổ sư xuất hiện đặt ra giáo lý chúng sinh bình đẳng cho ma đạo thì đã kéo hắn vào trong nhân quả thậm chí có thể nói mà đạo mới là nhân quả lớn nhất của thiên đạo, còn đáng sợ hơn cả cá côn. Ngay lúc cửu u nữ đế nói tin tức thái cổ thần ma sắp quay lại cho tôi biết, tôi đã đưa ra quyết định, mà đạo không cầu chiến thắng, chỉ mong chỉ hoãn chiến sự, đến tận ngày thái cổ thần ma quay về. Nguyên phượng tổ sư hy hòa, và thủy kỳ lân yến tháp rời đi, tôi bèn gọi tổ long ngạo phong đến. Ngạo phong, ta muốn cậu đến nhân gian trước, giúp đỡ nhân tộc xây dựng lại khí số nhân tộc. Đạo tổ, mà đạo hiện giờ thân mình còn lo không xong, nguy hiểm của quy khư cũng đang cận kề trước mắt, tại sao còn phải đi giúp đỡ nhân tộc chứ? Ngạo Phong nhăn mày khó hiểu hỏi. Có chuyện này ta chưa kịp nói với mọi người, trận chiến sắp tới đây, Lâm tướng quân không thể tham gia nữa. Ma đạo bây giờ đã mất đi tướng phá quân, ta muốn cậu giúp nhân tộc xây dựng lại khí số của họ, từ đó trao đổi quyền của người thủ hộ từ chỗ tạo ẩn. Đạo tổ, lẽ nào tôi đường đường mang dòng máu tổ long cũng không sánh bằng hậu duệ của Si Vưu sao? Ngạo Phong, ta sắp xếp như vậy không phải có ý xem thường cậu. Tổ Long Sơn Hải Quyết, chính là vạn lý trường thành của ma đạo ta. Nhưng mà, cuộc chiến này, chúng ta không thể chọn phương án phòng thủ, bởi vì chúng ta không thể bảo vệ được quy khư. Vì thế, ta muốn cậu giúp nhân tộc gầy dựng lại khí số nhân tộc, để có cơ hội đổi tạo ẩn quay về. Tạo ẩn có thể giúp được ma đạo sao? Ngạo Phong có chút không cam tâm hỏi. Cậu ấy không phải đang chỉ trích sắp xếp của tôi, chủ yếu là lo lắng nếu thiếu đi mình, Ma đạo sẽ mất đi một lớp phòng thủ cứng cáp vững chắc. Nếu như tài năng của tạo ẩn chỉ thuộc mức tầm thường không có gì để nói, vậy thì sự rời đi của ngạo phong chính là tổn thất to lớn đối với ma đạo. Làm sao vậy, đến lời của ta mà cậu cũng bắt đầu nghi ngờ rồi sao? Tôi cười hỏi, chuyện này liên quan đến sống chết tồn vong của ma đạo, cần xin đạo tổ nói rõ, giúp ngạo phong giải đáp thắc mắc này. Ngạo phong cung kính hỏi, nhìn thấy dáng vẻ của cậu ấy, tôi đột nhiên cảm giác được ngạo phong đã thật sự trưởng thành. Trước đây chỉ là một cậu nhóc miệng còn hôi sữa, hiện giờ đã là một người đàn ông có trách nhiệm rồi. Ta muốn tạo ẩn quay về, chính vì muốn trưng dùng đao cuối cùng quy nguyên tích tà của đao pháp thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn quyết mà cô ấy đang tu luyện. Trong trận chiến tại Hoang Mạc Long Môn, tạo ẩn đã lấy được ma đao của Sivu, ta nghĩ cô ấy chắc hẳn đã lĩnh ngộ ra uy lực của chiêu cuối cùng rồi. Đao pháp của cô ấy có thể sánh ngang với đao pháp của phá quân hộ pháp thiên tôn ngày trước không? Ngạo Phong hỏi, thời đại thay đổi, anh hùng cũng xuất hiện theo từng thời đại khác nhau. Đao cuối cùng của phá quân hộ Pháp Thiên Tôn ngày trước có thể chém đạo tổ, gần như vô địch trong tam giới. Còn tạo ẩn bây giờ, tuy rằng không có danh tiếng lẫy lừng như phá quân đời trước, nhưng ta tin đao Pháp của cô ấy nhất định không hề thua kém phá quân. chương 967, gia nhân không quay lại một. Việc khôi phục khí số cho nhân tộc cũng chỉ có ngạo phong mới có thể làm được. Bởi vì khí số nhân tộc bắt đầu kể từ khi tần thủy hoàng thống nhất lục hợp bát hoang, mà sau khi nhất thống ông ta đã xây nên một tòa vạn lý trường thành. Kể từ đây, vạn lý trường thành trở thành biểu tượng cho khí số của nhân tộc. Sau khi thời đại mạt pháp kết thúc, nhân tộc gặp nạn khắp nơi, vạn lý trường thành và khí số nhân tộc nói chung đều đã đổ nát hoàn toàn không chịu nổi. Tôi muốn ngạo phong giúp đỡ nhân tộc, cũng là muốn cậu ấy dùng thân thể Tổ Long của mình dung nhập một thể với vạn lý trường thành. Tổ tiên của Tổ Long xưa kia có thể hóa thành núi côn lôn, lập nên cửu châu địa mạch ngạo phong bây giờ mặc dù không có sức mạnh uy hiếp giống như tổ tiên của mình thế nhưng sau khi dung nhập với vạn lý trường thành vẫn có thể đảm đương trọng trách khôi phục khí số nhân tộc chỉ cần vạn lý trường thành không đổ nhân tộc sẽ không rơi vào cảnh nô lê trong thời đại loạn lạc cuộc chiến phong thần là tai kiếp của tam giới mà nhân gian là chiến trường chính tôi làm như vậy một là không muốn nhân tộc vì chiến loạn mà gặp nạn hai là muốn nhân tộc từ trong cuộc chiến tam giới này có thể nhận thức chính mình giữa trời đất còn có người tương lai tôi muốn chống lại thiên đạo chắc chắn không thể thiếu được sự ủng hộ của nhân tâm lần này sau khi thiên đạo quay lại mệnh bàn chi lực sát phá lang đã không còn gì đáng kể bởi vì sức mạnh của sát phá lang nằm ở chỗ nắm bắt cơ duyên gần như chẳng có chút ảnh hưởng nào đối với thế cục cuộc chiến cùng với sự rời đi của thủy hỏa sức mạnh mệnh bàn sát phá lang cuối cùng cũng đã hoàn toàn tan rã hiện giờ tôi lại phái tổ long và thủy kỳ lân ra ngoài tương đương với việc sức mạnh chiến đấu của ma đạo sẽ hao hụt vô cùng Quy Khư giờ đây phải đối mặt với chiến lực cường đại của âm ti và cung hoa hoàng, mình trần như nhộng chẳng khác nào trẻ sơ sinh. Thế nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác, Quy Khư đã không thể giữ nổi, chết bao nhiêu người cũng không đủ. Yến Tháp phá hủy thành phong đô, châu khất ắt phải phái quân về thành, bởi vì âm ti không giống cung hoa hoàng cái gì cũng không màng. Bằng không, cho dù bọn họ có đánh bại ma đạo, sự hỗn loạn của âm ti cũng đủ khiến châu khất mất quyền lên tiếng trong tam giới. Ngạo Phong rời đi đổi lấy sự quay lại của Tạ Uẩn sẽ giúp Ma Đạo một lần nữa lại có chiến tướng phá quân đánh đâu thắng đó. Đương nhiên, luận quân uy luận sức mạnh hiệu triệu thì Tạ Uẩn còn cách hủy hỏa rất xa, thế nhưng Tạ Uẩn lại có thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao. Chỉ dựa vào bộ đao pháp này đã đủ để Tạ Uẩn trở thành phá quân tướng quân của Ma Đạo. Đúng như tôi dự đoán, sau khi hy hòa tới nhân gian, các đệ tử Ma Đạo đã tăng tốc nỗ lực dẹp sạch thế cục loạn lạc ở nơi này. Ba tháng sau, ánh sáng trong lành đã trở lại với cửu châu hoàn vũ. Trong suốt ba tháng này, ma đạo đệ tử đã chém giết hàng chục triệu ác linh. Mà đại quân nhân tộc dưới sự lãnh đạo của tạ ẩn đã thể hiện những thủ đoạn gió tanh mưa máu cứng rắn sắt thép nhất kể từ thời đại mặt Pháp. Trừ gian diệt bạo, tiêu diệt ác đồ nhiều không kể xiết. Thời đại hỗn loạn người ma khó phân, lại bị ma đạo chúng tôi cưỡng chế tách ra. Thời đại này không tồn tại lễ nghi và luật lệ, tạo ẩn dùng hung bạo để chế hung bạo, dùng gió tanh mưa máu để trấn áp kẻ thù. Chính nghĩa phải được biểu dương, cái ác phải bị tiêu diệt. Ai cũng không thể ngờ sự hỗn loạn tại nhân gian lại có thể kết thúc nhanh như vậy, điều khiến người ta càng không ngờ tới chính là khí số nhân tộc thế nhưng lại có thể tái sinh từ sau tai kiếp. Ngạo Phong chỉ gặp A Lê được một lát, sau đó bèn lựa chọn dung nhập một thể với vạn lý trường thành. Trừ khi một ngày nào đó nhân tộc mạnh mẽ tới mức không cần tới sự bảo hộ của vạn lý trường thành nữa, nếu không Ngạo Phong sẽ mãi mãi không thể quay lại. Trái tim này chân thành đến nỗi làm tan vỡ cả đá vàng. Sự lựa chọn của Ngạo Phong là do tôi gợi ý, vì thế mà mỗi lần A Lê nhìn tôi đều lộ vẻ u ám. Hôm nay Phong chủ truyền tin, Khương Tuyết Dương thắng trận khải hoàn quay lại Đông Hải. Trên đỉnh núi Bất Châu, tôi cùng cô ấy leo lên, hướng về nơi xa kia. Trước tiên, Tuyết Dương kể chi tiết cho tôi nghe trận chiến lần này của Ma đạo đệ tử tại Nhân Gian, tổn thất bao nhiêu, chiến lực lại tăng lên bao nhiêu. Nhắc đến tai kiếp mà nhân tộc phải gánh chịu lần này, tuyết dương cảm khái thở dài. Giáo ý của ma đạo quả là đúng đắn, chủng tộc không đại diện cho vinh dự. Trong ba tháng qua, tôi đã gặp được những vong hồn chiến sĩ cao quý nhất, sự dũng cảm và lòng trắc ẩn của họ xứng đáng được nhân tộc lưu danh sử sách muôn đời. Tôi cũng gặp phải những kẻ ác đồ vô cùng đê hèn bị ổi của nhân tộc, bọn chúng so với cương thi còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần. Lúc tôi còn làm nghề mò xác đã từng được nghe Tuệ Hương nói qua, người đời nói ma đáng sợ, mà biết lòng người còn độc hơn. Chúng sinh có thiện có ác, chẳng phân biệt giống loài nào. Vì thế mà đạo tổ sư mới đề ra giáo ý chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài. Chỉ cần là kẻ theo đuổi đại đạo hướng thiện đều có thể gia nhập cung vô minh, trở thành ma đạo đệ tử. chương 968, gia nhân không quay lại hai Nói xong chuyện xảy ra ở nhân gian, Khương Tuyết Dương lại nhắc đến trận chiến giữa tiên, nhân hai đạo. Nhân đạo đã bắt đầu phong tỏa núi Côn Lôn, tiên đạo cũng đồng thời chỉnh đốn binh mã, tiến về biên giới Tây Thiên lôi vực hai trận đấu này đều có thể gọi là quyết chiến cái này còn tùy vào việc nhân tiên có quyết tâm hay không côn lôn là tổ đình trước đây của tiên đạo cũng là gốc rễ của tiên đạo mà thần tiêu ngọc phủ của tây thiên lôi vực lại là thế lực vô cùng quan trọng của nhân đạo trên thiên giới cũng là bàn đạp không thể thiếu để nhân đạo có thể khống chế chư thần trên thiên đình trong tương lai so với trận chiến tại tây thiên lôi vực trên thiên đình tôi lại càng quan tâm trận chiến xảy ra ở núi côn lôn hơn bởi vì lần này kẻ chủ công là kiếm tiên lữ thuần dương mà người gánh trận phòng thủ lại là Tiên đạo tổ sư Mộ Dung Nguyên Duệ. Mộ Dung Nguyên Duệ liệu có thể bảo vệ được Côn Lôn hay không? Tôi hỏi, rất khó, thế nhưng Côn Lôn là nơi lưu giữ canh kim chi khí trong thiên hạ. Chiến thần chi đạo của Mộ Dung Nguyên Duệ có thể khiến sức mạnh thủ hộ của Tiên Thiên canh kim pháp trận phát huy tới cực hạn. Nhân đạo nếu như mạnh mẽ tấn công nhất định sẽ thương vong thê thảm. Khương Tuyết Dương đáp, chỉ e Lữ Thuần Dương được ăn cả ngã về không? không ngần ngại sử dụng vong hồn thái cổ thần minh trong kiếm thanh sách để phá trận. Tôi nói, đây cũng là điều mà tôi lo lắng. Tiên đạo mặc dù có kiếm tử anh, thế nhưng nhân đạo binh nhiều tướng mạnh, còn có bậc cao thủ là Lữ Thuần Dương, hoàn toàn có thể chống đỡ được mấy chiêu thảo phạt của kiếm này. Bên phía thần tiêu ngọc phủ thì sao? Tôi hỏi, đại quân long tộc và lôi phủ đối đầu, thắng bại 50-50. Đầu mẫu nguyên quân mặc dù vượt xa đắc kiều công chúa về chiến lực và tư lịch, thế nhưng có bác cực tử vi đại đế chân áp ở đó, Bà ta khó mà gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng nào tới chiến cục. Trận chiến này không chỉ là sự cạnh tranh giữa ý chí chiến đấu mà còn là khí số của đạo môn. Nói xong chuyện giữa nhân tiên hai đạo, tôi bắt đầu thảo luận với Tuyết Dương về thế cục hiện tại của Ma đạo và cuộc chiến trong tương lai. Sở dĩ bàn chuyện này cuối cùng là bởi, một khi nói về Ma đạo sẽ không thể không nhắc đến Thùy Hỏa. Sự rời đi của Thùy Hỏa không thể giấu nổi Khương Tuyết Dương, bởi vì kể từ khi cô ấy quay lại Thái Cổ Minh Giới, mệnh bàn chi lực sát phá lang đã vỡ tan. Chỉ là, chúng tôi đều không muốn nhắc tới. Yến tháp tới âm ti rồi. Tôi nói tôi đã biết, sắp xếp lần này của cậu tôi rất tán thành. Châu Khất sẽ xuất toàn bộ đội quân tinh nhuệ, có Yến tháp tới kéo chân hậu phương của họ là cách tốt nhất. Ngạo phong hóa thành vạn lý trường thành cũng là ý của tôi. Ừ, làm rất tốt. Tạ Uẩn đã bắt đầu bàn giao liên quân cửu lê cho nhân tộc, tổ chức lại tuyến phòng thủ. Đợi cô ấy bàn giao xong hết sẽ tới quy khư trình diện quy nguyên, nguyên tịch tà của tạ ẩn so với phá quân hộ pháp thiên tôn năm xưa còn mạnh hơn rất nhiều. Nhắc tới đây tôi bèn ngừng lại, thế nhưng cô ấy cũng không có ý nói tiếp, vì vậy tôi lại nói âm ti không đáng sợ, thứ đáng sợ là tinh không cự thú và thiên ma ngoại vực của cung hoa hoàng. Đúng vậy, suy cho cùng, âm ti trả thù cùng là do bị lợi ích điều khiển, mà cung hoa hoàng chỉ đơn thuần vì hủy diệt mà đến. Chúng ta phải đánh thế nào đây? Tôi có chút thiếu tự tin, hỏi cô ấy. Ha ha! lần này khương tuyết dương không tiếp tục duy trì dáng vẻ điềm tĩnh nữa chỉ cười lạnh một cái rõ ràng là tôi đã chạm tới điểm mấu chốt của cô ấy nhìn cô ấy cười lạnh tôi lập tức liền im lặng tôi đương nhiên biết vì cớ gì mà cô ấy lại phản ứng như vậy rõ ràng là tôi khiến phá quân tướng quân của ma đạo rời đi bây giờ lại tới hỏi cô ấy phải đánh như thế nào nói đi tạ lan thùy họa vì cớ gì lại rời đi khương tuyết dương nhìn tôi chằm chằm nói tại quỷ môn quan Thùy Hỏa đã có một trận huyết chiến với âm ti, bị đánh nhập niết bàn 9 lần, đã quay về thái cổ minh giới rồi. Tốt lắm, vậy tôi hỏi cậu, lúc cô ấy huyết chiến âm ti, cậu ở nơi nào? Khi ấy tôi đang giúp cửu u nữ đế tiêu diệt vạn quỷ chi mẫu ở huyết hải phù đồ. Vì cớ gì không giúp Thùy Hỏa mà lại giúp nữ đế? Khi ấy tôi không còn lựa chọn nào khác, sức mạnh chiến đấu của nữ đế vượt xa tôi rất nhiều, có ngài ấy ở đó, tôi chẳng cách nào ra tay cả huống hồ việc đưa thùy hỏa quay lại thái cổ minh giới vốn là do cửu u nữ đến một tay sắp đặt nghe tôi nói tới đây sắc mặt khương tuyết dương cũng hòa hoãn lại một chút kỳ thực cứ coi như tôi chẳng nói lời nào cô ấy cũng không trách tôi bởi vì tuyết dương biết khi thùy hỏa rời đi người thương tâm nhất chính là tôi tuyết dương tức giận là bởi vì tôi vẫn mãi không chịu chủ động thẳng thắn trao đổi với cô ấy về việc này tiếp đó tôi kể cho cô ấy nghe cảnh tượng thùy hỏa rời đi ngày hôm đó nghe tôi kể xong tuyết dương nước mắt như mưa. Tới khi tôi nói vào giây phút quyết lòng từ biệt ấy, Thùy Hòa vẫn không quên lời thề nguyện của chúng tôi khi kết hôn, tuyết dương đã buông bỏ tất cả sự kiên cường của mình, lao vào lòng tôi khóc không thành tiếng. Ước nguyện cả đời tôi là hai người có thể vĩnh viễn bên nhau tới khi bạch đầu dai lão, hai người tại sao lại cho tôi một kết quả như vậy chứ? chương 969, tiến về Côn Lôn 1. Tuyết Dương kiên quyết thề sẽ cùng tôi đợi Thùy Hòa quay lại, thế nhưng tôi biết, cô ấy sẽ là người đầu tiên thất hứa tôi có thái cổ tam kiếm, thủy hỏa có thân thể tử thần. Mà tuyết dương, ngoại trừ một trái tim chân thành, kỳ thực cô ấy cái gì cũng không có. Ngày quy khư bị diệt cũng là thời khắc tuyết dương vong mệnh. Đảo kim ngao ngày xưa như thế nào, quy khư của ma đạo ngày nay cũng như thế. Nếu như ma đạo vẫn còn thời gian, tuyết dương hãy còn có thể đi tới vực sâu của vũ trụ hư không tìm kiếm cơ hội độn khứ nhất đích, chứng được đạo tổ. Giải thích độn khứ đích nhất là xuất phát từ một quẻ trong kinh dịch, có ý nghĩa là trốn thoát. Hết giải thích, thế nhưng hiện giờ cô ấy chẳng thể đi đâu, chỉ có thể đem toàn bộ tâm huyết của mình tạo thành pháp trận bảo vệ cho Ma đạo. Trừ điều này ra, Tuyết Dương còn có một khuyết điểm rất lớn. Chiến tướng Ma đạo hầu hết đều là những người đã thoát khỏi hệ thống tu hành của đạo môn. Ba đại thần thú Hỗn Độn Vốn Dĩ đã không liên quan tới đạo môn, Thái Cổ Nguyệt Thần A Lê và Phong chủ cũng vậy, ngay cả Liễu Chi Nhung và Quỷ Kiếm Viên Mãn đại thành Bắc Minh Tú cũng thế. Thế nhưng Tuyết Dương không giống như vậy, cô ấy thậm chí còn không thể rời đi. Điều này đồng nghĩa với việc cả đời Tuyết Dương sẽ bị thiên đạo kiềm hãm, vĩnh viễn không thể thoát khỏi bàn cờ này. Hai vị đại sát thần sau khi hợp thể tạo nên sát đạo hoàn mỹ liền có thể thoát khỏi hệ thống tu hành của đạo môn, mà Lưu Phong Sương dựa vào đặc điểm của yêu tộc, tạo ẩn dựa vào thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao cũng có thể làm như thế. Tuyết Dương thế nhưng lại không thể, thanh liên chi thể đã là tạo hóa lớn nhất của cô ấy, tất cả đấu pháp thần thông khác đều dựa theo đạo tàng mà tu luyện, bao gồm cả các pháp trận. Giải thích thanh liên chi thể nghĩa là thân thể bằng hoa sen xanh. Hết giải thích, cái chết của Tuyết Dương trên núi Thái Dương là một kiếp nạn, hoặc cũng có thể xem như là một cơ duyên. Bởi vì nhờ vậy mà cô có được thanh liên chi thể, lại tấn thăng tới cảnh giới Thiên Tôn. Thế nhưng trong trận chiến phong thần, Tuyết Dương sẽ gặp phải mệnh kiếp của mình, giống như Tham Lang hộ pháp Thiên Tôn năm xưa. Ngước mắt nhìn núi Bất Châu cao chót vót, còn có thần điện quy khư sừng sững uy nghi mà Tuyết Dương đã dốc trọn tâm huyết cả đời để gây dựng trong lòng tôi thấy nặng nề vô cùng. Tuyết Dương đã tiêu tốn rất nhiều tinh lực để tạo nên trận vạn tiên, lấy núi Bất Châu làm mắt trận, quy mô này so với đảo Kim Ngao năm xưa còn lớn hơn nhiều. Chỉ riêng một trận vạn tiên ma đạo đã đầu tư hàng triệu quân binh, đồng thời sử dụng toàn bộ tiên thiên ngũ hành chi khí của quy khư. Máu kỳ lân của Yến Tháp được quét lên 12 trụ đá kình thiên, ngưng tụ năng lượng tiên thiên mậu thổ trấn áp núi Bất Châu. Hy Hòa đã để lại một đạo khí thức hỏa diệm tại thần vị chu tước của vạn tiên trận, chỉ cần nó còn ở đó, vạn tiên trận sẽ không bao giờ thiếu năng lượng tiên thiên ly hỏa. Ngạo Phong lại dẫn toàn bộ năng lượng tiên thiên quý thủy xung quanh quy khư từ dưới lòng đất vào trong trận, sức mạnh minh mông của Hải Dương khiến cho trận pháp sục sôi không ngừng. Phong chủ đã dùng phục sinh chi phong thu thập tất cả năng lượng tiên thiên ất mộc của quy khư, truyền sức mạnh của sự sống vào tòa trận pháp này. Mà kiếm linh tuần quân lại luyện hóa toàn bộ năng lượng tiên thiên canh kim trong núi côn ngô tạo thành một thanh cự kiếm độc nhất vô nhị, cắm trên đỉnh núi Bất Châu. Một tòa vạn tiên trận này đã tiêu hao tinh lực cả đời của Khương Tuyết Dương, là công đức vô lượng mà cô ấy dành cho quy khư. Vạn tiên trận trên đảo Kim Ngao năm xưa có thể trở thành một điều kiêng kỵ của Bậc Thiên Tôn, mà vạn tiên trận do Tuyết Dương tạo nên ngày hôm nay ngay cả đạo tổ cũng phải kiêng rè. Thế nhưng tôi biết rằng, chỉ dựa vào một tòa vạn tiên trận không thể bảo vệ nổi thần điện của quy khư. Bởi vì năng lượng ngũ hành bẩm sinh của quy khư có hạn, không thể chịu nổi tiêu hao trong trận chiến trường kỳ, càng đừng nói tới bị tấn công bởi sức mạnh cuồng phong có thể hủy diệt cả đất trời. Nếu 3.000 năm trước ma đạo có thể tạo nên một tòa vạn tiên trận lợi hại như thế, kẻ nào cũng đừng mong đánh chiếm đảo Kim Ngao. Thế nhưng hôm nay đã khác rồi, thiên đạo hiện giờ dường như đã giải được toàn bộ cấm chế sức mạnh, thiên tôn mọc lên như nấm, ngay cả đạo tổ cũng trở thành đại tướng thống lĩnh đại quân đích thân ra trận. Sức mạnh chiến đấu của thiên tôn đại năng giờ đây không còn bị hạn chế bởi pháp tắc thiên đạo, tam giới giờ đây có quyền tự do chém giết lẫn nhau. Về chuyện sát sinh là nguồn gốc của tội ác, dưới nguy cơ diệt thế như hiện giờ, nào có mấy người còn quan tâm đến đạo lý này. Bởi vì lần này thiên đạo quay lại vốn mang theo sát tâm. chương 970, tiến về Côn Lôn 2. Chiến tranh đã nổ ra ở núi Côn Lôn, ngày đầu tiên khai trận, nhân đạo đã thương vong 50 vạn đại quân, thế nhưng Lữ Thuần Dương cũng dựa vào kiếm thanh sách mà chém đứt một góc trận pháp thủ hộ Côn Lôn canh kim. Mà người dựa vào canh kim chứng đạo là Tây Vương mẫu lần này cũng xuất hiện tại Côn Lôn. Đạo tàng ghi lại rằng, Côn Lôn vốn là đạo tràng của Tây Vương Mẫu, về sau bị Ngọc Hoàng Đại Đế cưỡng chế chiếm lấy, trở thành tổ đình của tiên đạo. Ngày hôm nay Tây Vương Mẫu quay lại Côn Lôn, mong muốn đoạt lại đạo tràng trước đây của mình. Hiện giờ chiến lực của Tây Vương Mẫu đã tấn thăng tới cảnh giới trí cường đạo tổ, trong đại quân nhân đạo lần này, chiến lực của bà ta chỉ xếp sau Lữ Thuần Dương. Ngoại trừ hai vị trí cường đạo tổ là Lữ Thuần Dương và Tây Vương Mẫu tiên phong lãnh binh, nhân đạo còn có hai vị đạo tổ mới tham gia cuộc chiến, lần lượt là Đông Nhạc Đại Đế và Thiên Sư Trương Đạo Lăng. Trong trận chiến lần này, nhân đạo chẳng mảy may che giấu thực lực, tổng cộng đã có 370 thiên tôn được phái ra, thống lĩnh 9 triệu đại binh tấn công côn lôn. Mà Tiên đạo cũng nhất quyết tử thủ, Thiên Đình đã điều động 3 triệu thiên binh thiên tướng, Bắc Cực Tử Vi đại thế cũng xuất ra 2 triệu đại quân tinh đầu, tổng số quân binh tham chiến là 5 triệu người, ngoài ra còn có vô số các vị thần minh, tinh quan. 36 thiên cang, 72 địa sát còn có 28 vị tinh tú chiến lực cường đại cũng nhất tề ra trận. Trong trận quyết chiến trước nay chưa từng có này, tiền đạo đã phái 200 vị chiến tướng thiên tôn, quân số tổng thể mặc dù không bằng nhân đạo, thế nhưng mỗi vị tinh quân đều có thể lập trận, sau khi bọn họ kết thành tinh đầu đại trận, sức mạnh chiến đấu còn có thể tăng lên gấp đôi. Huống hồ núi Côn Lôn vốn được tiên thiên canh kim đại trận bảo vệ, nhân đạo nếu muốn phá được trận này ắt phải trả một cái giá thương vong thê thảm. Tiên đạo tổ sư mộ dung nguyên duệ đích thân tự mình chấn thủ Côn Lôn, sau khi khoác lên chiến giáp, chiến lực của cô có thể đạt tới trí cường đạo tổ. Ngoại trừ mộ dung, cửu thiên đáng má tổ sư của tiên đạo cũng đã tới côn lôn. Cửu thiên đáng má tổ sư có sức mạnh đạo tổ, dưới có hai đại thiên tôn là huyền vũ, linh xà cùng nhau kết trận cũng có thể triển khai sức mạnh đạo tổ. Nhìn quy mô binh lực hai bên bỏ ra có thể thấy lần này nhân, tiên hai đạo đều mang tâm thái quyết chiến. Thế nhưng, trái ngược với những gì bọn họ thể hiện, tốc độ chiến đấu của hai bên lại vô cùng chậm chạp, sau một tháng kể từ lúc lữ thuần dương xuất kiếm chém rách một góc tiên thiên canh kim đại trận nhân tiên hai đạo ngày đêm giao tranh tổng số thương vong cũng mới chỉ có một triệu binh tốc độ chiến đấu như thế này chắc chắn cho thấy một điều cả hai đạo đều đang cố ý chỉ hoãn tiết tấu cuộc chiến không chỉ trận chiến trên núi côn lôn rơi vào rằng co cuộc chiến giữa long tộc và lôi binh tại tây thiên lôi vực cũng vô cùng chậm chạp ngoại trừ đắc kiều công chúa dùng tốc độ xét đánh không kịp bưng tay liên tiếp đánh hạ hai tòa lôi thành vào ngày đầu khai chiến từ đó tới nay đại quân tiên đạo chẳng đạt được chút tiến triển nào, mà phản ứng của đổ mẫu nguyên quân cũng đặc biệt khiến người ta phải suy nghĩ. Đại quân tinh nhuệ co cụm trong hai viện ngọc khu, ngọc phủ của thần tiêu ngọc phủ dường như một chút cũng không quan tâm tới chuyện được mất đất đai thành phủ. trong lúc hai đạo đang trong trạng thái mơ mơ hồ hồ tranh đấu, âm ti kẻ đã hồi phục nguyên khí sau những tổn thất trong trận huyết chiến tại quỷ môn quan cũng rơi vào tình trạng do dự lưỡng lứ tương tự. theo kế hoạch ban đầu của châu khất đợi tới khi nguyên khí âm ti hồi phục liền lập tức phái binh tấn công quy khư. Hiện giờ đã một tháng trôi qua, âm ti thế nhưng lại lần khẩn không có hành động gì. Tuyết Dương, bọn họ đang đợi chờ điều gì? Tôi hỏi đương nhiên là đợi nữ oa xuất binh. Khương Tuyết Dương đáp, nữ oa là vì ma đạo mà xuất binh, chuyện âm ti chưa có hành động gì tôi có thể hiểu được. Nhân tiên hai đạo vì cớ gì vẫn mãi duy trì trạng thái xem chừng như thế. Điểm này tôi cũng không rõ, Lẽ nào lần này nữ oa không chỉ muốn hủy diệt ma đạo mà còn có tính toán khác? Tuyết Dương cũng bối rối. Tôi muốn đi gặp mộ dung nguyên duệ xem thử, có lẽ cô ấy sẽ tiết lộ một phần chân tướng. Tôi nói, nhân đạo đã khóa chặt núi Côn Lôn, hiện giờ cậu muốn tới Côn Lôn gặp cô ấy chỉ e không dễ dàng. Thay vì đi hỏi cô ấy, chỉ bằng tới gặp nữ đế. Trong tam giới, tử vi đại đế có thể dựa vào đấu số để suy diễn thiên cơ, tạ lưu vân của nhân đạo lại dựa vào lục nhâm âm dương kiếm, cửu u nữ đế của âm ti cũng có thể làm vậy nhờ có lục đạo luân hồi đại trận, riêng ma đạo chỉ có thể dựa vào tin tức thu thập được để tiên đoán tình hình. Đặc biệt sau khi mệnh bàn sát phá lang kết thúc, tai mắt của ma đạo càng trở nên tắc nghẽn. Khương Tuyết Dương mặc dù liệu sự như thần, thế nhưng bởi vì nằm trong hệ thống tu hành của đạo môn cho nên cũng không thể nhìn thấu chân tướng thiên cơ bị che giấu. Nữ đế tự khóa mình trong u minh thần điện, trước khi thái cổ thần ma quay lại, ngài ấy sẽ không xuất quan. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ đi gặp mộ dung nguyên duệ nhân đạo sẽ không chắn đường tôi hai đạo đang rơi vào thế rằng co binh lực toàn bộ đã bị lộ diệt đối địch với ma đạo lúc này chẳng khác nào rút dây động rừng nhân đạo cũng không ngu ngốc đến thế tôi chỉ e âm ty sẽ lại sắp xếp sát cục để hại cô nếu tôi muốn trốn âm ty chẳng thể nào ngăn được tôi đừng quên tôi còn có thể dùng thân lĩnh quỷ kiếm cung hoa hoàng nếu có động tĩnh bất thường nào chắc chắn sẽ xảy ra thiên tượng vì thế mà tôi không hề lo lắng sau khi rời đi nữ hoa sẽ đột nhiên tấn công ma đạo Về phần âm ti, hiện giờ tạo ẩn đã quay lại, hiện đang chấn thủ tại đình viện Bắc Đầu Quần Tinh Đình viện Bắc Đầu Quần Tinh được Khương Tuyết Dương thiết kế thành chỗ vườn không nhà trống Dùng oán khí từ xương cốt của cửa thú tại Bắc Minh Hải Quy khư tạo thành trận pháp âm cực sinh sát hủy diệt âm hồn Tương tự năng lực bạo phát hồn năng của Thùy Hòa Nếu như âm ti tập kích chắc chắn phải vượt qua đình viện Bắc Đầu Quần Tinh Tới lúc đó tạo ẩn lại xuất ra chiêu cuối cùng quy nguyên tịch tà của thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao làm nổ tung trận pháp, chắc chắn sẽ khiến nhuệ khí của đại quân âm ti bị suy yếu. Chỉ cần trì hoãn một khoảng thời gian, tôi liền có thể từ côn lôn nhanh chóng quay lại. Bàn bạc xong xuôi, tôi bèn ngự kiếm bay tới côn lôn. chương 971, lĩnh chủ hư không một. Lần nữa đến côn lôn, phong cảnh đã không còn như xưa nữa. Trước đây, nơi tuyết vực côn lôn vốn bồng bềnh trong xương khói, giờ đây đã bị vô vàn cuộc đối quyết đầy sát khí làm tan vỡ rất nhiều đỉnh băng và nóng chảy các cột băng nơi này. Vùng băng nguyên nổ tung đã dẫn đến việc các trận bão tuyết bắt đầu bao phủ bầu trời. Đối đầu với băng tuyết là sức mạnh quân uy của đại quân nhân đạo và tiên đạo. Hãn hải lan can bách trượng băng, sầu vân ảm đạm vạn lý ngưng. Phân phân một tuyết hạ viên môn, phong chế hồng kỳ đống bất phiên. Nghĩa là, trên biển cát, minh mông làn băng trăm trượng, mây buồn ảm đạm ngưng tụ ngoài vạn dặm. Tuyết chiều tối rời bời bời ngoài cửa trại, gió làm cho lá cờ hồng đóng băng không lay động. Trước khi đến gần côn lôn thì đã có người đã nhận ra sự hiện diện của tôi, ngay lập tức người của tôi bị một luồng kiếm khí xác định khí tức. Ở ngoài ô côn lôn, vạn vật trên trời dưới đất đều bị đại quân nhân đạo phong tỏa, không một con chim nào có thể bay lọt qua được. Tôi ngửa kiếm bay lên, chờ đợi một người đến. Một lúc sau, Lữ Thuần Dương với vẻ mặt u ám đã đến nơi trước cả. Ngay sau đó, ngũ nhạc đại đế từ bốn phía xuất hiện, thiên sư trương đạo lăng xuất hiện rồi là tạ lưu vân xuất hiện tạ lan người không ở quy khư chờ chết đến đây làm quái gì lữ thuần dương nhìn thấy tôi hiển nhiên không có lời tốt đẹp để nói đi thăm bạn cũ liên quan gì tới ngươi tôi đáp lữ thuần dương tức giận kiếm khí càng ngày càng hung hãn trên thực tế lực chiến của ông ta không hề thua kém tôi đặc biệt là sau khi trải qua sự sỉ nhục ở cổ địa miêu cương thanh lọc lại kiếm tâm của mình đạo thần kiếm còn nhỉnh hơn trước kia nắm lấy danh phận thái cổ thần kiếm mà ngồi chắc bảo tọa đệ nhất kiếm của nhân đạo trong tam giới trước khi tôi hợp nhất ba thanh kiếm thành một một mình tôi không thể đơn đả độc đấu được với lữ thuần dương tuy nhiên vì bây giờ tôi đã lĩnh ngộ được kiếm đạo bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng quỷ kiếm nên là nếu ông ta muốn giết tôi là điều không thể khi đó trận với vạn quỷ chi mẫu tôi còn có thể chống đỡ đến khi nữ đế ra tay bây giờ nhân đạo đột nhiên ngăn cản giữa chừng kế hoạch giết người được bày ra này cũng không thể ngăn cản được tôi Tuy nhiên, Lữ Thuần Dương không hiểu rõ hành kiếm chi đạo hiện tại của tôi đã viên mãn đại thành, rất hiển nhiên là ông ta muốn giữ chân tôi lại để xem thử. Thuần Dương sư huynh, không thể giết tạ lan, tạ Lưu Vân khuyên nhủ, Lâm Thùy Hỏa đã trở lại thế giới thái cổ minh giới, mà đạo hiện đang bị âm ti nhắm tới. Khương Tuyết Dương lại sử dụng lực lượng chính của ma đạo để bố trí trận pháp phản tiên, vào lúc ta giết đi tạ lan thì có làm sao? Cho dù ma đạo có nguyện ý giúp tiên đạo chiến đấu, mộ dung nguyên dự liệu có dám gánh cái giá thành lập liên minh với ma đạo không? Lữ thuần dương lạnh lùng nói, tuy nói như vậy, chỉ cần chúng ta đợi thêm ít ngày nữa, ắt sẽ có người đến chỉnh đốn ma đạo, chúng ta sao phải để đệ tử nhân đạo vì ma đạo mà hứng chịu kiếp nạn chứ? Trương đạo lăng nói, Lữ thuần dương im lặng, nhìn chằm chằm tôi một lúc, cay đắng nói, tạ lan, hôm nay ta vẫn sẽ không giết ngươi. Khi quy khư bị tiêu diệt, ta sẽ đích thân đi lấy mạng ngươi. Chỉ sợ là ngươi không thể đợi được đến ngày đó tôi đáp lữ thuần dương không buồn phí thêm lời với tôi quay người bay đi hành động này của nhân đạo là phản ứng bản năng có thể hiểu được ngoại trừ lữ thuần dương căm ghét tôi những người khác thực sự không có ý định làm gì tôi lữ thuần dương vừa rời đi ngũ nhạc đại đế cũng dỡ bỏ trận pháp phong tỏa theo sau trương đạo lăng cùng nhau rời đi chẳng bao lâu sau chỉ còn lại tôi và tạ lưu vân ở trên không trung tạ lan người đi gặp mộ dung là vì chuyện gì tạ lưu vân ngữ khi ôn hòa hỏi tôi ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra, tôi đáp, có ý gì, tạ Lưu Vân hỏi, âm ti không ra tay với ma đạo, nữ oa cũng không có động tính gì, hai nhà các ngươi giống như đang diễn vở kịch hơn là quyết chiến. Thiên đạo lần này có ý định diệt thế, bọn ta tất nhiên phải cẩn thận. Về phần âm ti bất động, là đang đợi ngày oa hoàng chuẩn bị xong xuôi rồi liên thủ để tiêu diệt quy khư ma đạo. Chỉ vậy thôi sao, tôi không tin một lời nào của tạ Lưu Vân, còn có thể có cái gì nữa. Chà, uổng một chặng tình cảm quen biết, nếu ngươi nói thật cho ta biết, ta liền rời đi, bây giờ xem ra, ta chỉ có thể đi gặp mộ dung nguyên duệ tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra." Tôi thở dài nói, "Ha ha, Tạ Lan, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, mà đạo nhất định phải bị tiêu diệt trước." Tạ Lưu Vân có chút ngại ngùng nói, "Vậy ông cũng nên biết rằng Âm Ty không thể diệt ma đạo, ngay cả khi Thùy Hỏa không ở Âm Ty thì cũng không thể. Về phần đại quân nữ oa, ma đạo ta có trận vạn tiên." chỉ dựa vào tinh không cửa thú và vực ngoại thiên ma thì quy khư cũng đã không dễ bị công phá rồi. Trong trận tay đôi thì ma đạo không thắng được âm ti, nhưng ngay cả khi âm ti có sự giúp đỡ của Hoa Hoàng Cung, muốn diệt được ma đạo thì cũng không phải chuyện ngày một ngày hai có thể làm được. Có một loại dũng khí gọi là sống đến khi chết, thất thải minh vương khổng tuyên đã dùng thất thải minh quang chứng minh điều này một lần. Nếu bắt linh hồn đệ tử ma đạo nhập vào cờ chiêu hồn, thì bất kể bên nào sẽ phải trả cái giá nặng nề nhất. chương 972, lĩnh chủ hư không hai. Nếu ám hắc yêu long liễu chi nhung có ý định đồng quy vô tận cùng kẻ địch, thì một cơn ám hắc phong bạo đã có thể tiêu diệt đại quân trăm vạn người, gặt hái linh hồn như gặt cỏ. Nếu nguyên phượng tổ sư hy hòa đã bạo phát ra thất đạo xạ tuyến của ánh sáng, dưới bậc thiên tôn không ai có thể chống đỡ sức hủy diệt của cô ấy. Mà tôi chưa bao giờ mảy may nghi ngờ về lòng quyết tâm của họ, vì họ là đệ tử ma đạo. Sở dĩ tôi cảm thấy bi quan về tương lai của ma đạo là bởi vì tôi không nỡ nhìn bọn họ làm như vậy, bởi vì cho dù có may mắn thoát một kiếp nạn chúng tôi cũng sẽ mất đi toàn bộ tương lai ta biết ma đạo các người còn có át chủ bài nhưng hết thảy đều vô ích các người đã đánh giá thấp nữ oa càng đánh giá thấp quyết tâm diệt thế của thiên đạo cái gì ý ngươi là lần này thiên đạo cũng sẽ ra tay với ma đạo tôi ngạc nhiên hỏi ta chỉ có thể nói cho ngươi biết thiên đạo nhất định sẽ hành động người tự mà lo liệu nói xong tạ lưu vân rời đi sau khi suy nghĩ một lúc tôi tiếp tục bay đến tổ đình côn lôn của tiên đạo. Dưới chân núi tuyết rơi dày đặc, nhưng tổ đình của côn lôn tiên đạo trên đỉnh núi lại không có một bông tuyết nào, chỉ có một bầu không khí lạnh lẽo vô tận. Sát khí lạnh lẽo này đến từ đại trận tiên thiên canh kim bảo vệ côn lôn, cốt lõi vận hành trận pháp này chính là một tia phân thần canh kim của mộ dung nguyên duệ. Sau khi nhận ra sự có mặt của tôi, phân thần canh kim của mộ dung đã gửi một câu lệnh bằng thần niệm cho tôi, sau đó tôi làm theo sự hướng dẫn của cô ấy rồi đổi đường lên, xuống, trái, phải và chính giữa trong không trung nhiều lần, cuối cùng được dẫn đến phần trung tâm của trận hình. Sau khi đáp đất, ngọc nữ bước tới dẫn tôi vào thần điện chiến thần. Một tháng qua, tuy rằng tiên đạo thương vong rất ít, nhưng đệ tử tiên đạo cũng không thể yên lòng. Khủng hoảng chỉ là bị trì hoãn chứ chưa thực sự được giải quyết. Trận chiến ván cờ giữa nhân, tiên hai đạo, Tổ đình Côn Lôn và Thần Tiêu Ngọc phủ đều là những nơi phải thắng. Vì vậy, nhân đạo không thể rút binh, mà Côn Lôn được định sẵn sẽ diễn ra trận quyết chiến cuối cùng. Thần Điện Chiến Thần của Cửu Thiên Huyền Nữ hiện tại đã thay đổi diện mạo, giờ đã được đổi tên thành Điện Chiến Thần Thái Cổ. Tất cả các bức tượng đều đã được tạo hình lại. Sự đến thăm của tôi đã gây hoang mang và bàng hoàng cho các đệ tử Tiên Đạo. Tuy nhiên, lần này không ai ngăn cản tôi, bởi vì người phụ trách bảo vệ Thiên Thiên Canh Kim là bổn tôn Mộ Dung Nguyên Duệ. Tôi vào được nghĩa là đã có sự cho phép của cô ấy. Trong Thần Điện, Mộ Dung Nguyên Duệ chắp tay sau lưng, đứng quay mặt với tôi. Ngoài cô ấy ra thì không còn ai khác. Cô ấy của hôm nay đã nắm giữ quyền hành tối cao ở tiên đạo, bất cứ nơi nào có thần niệm của cô ấy đều là khu vực cấm. Nhìn kỹ lại các mối tình trong đời tôi, Uy Nhi đã biến mất khỏi tam giới, kiêm hà hóa ma không về, bây giờ thì Thùy Hỏa cũng vì niết bàn chín lần mà quay về thái cổ minh giới. Người duy nhất có thể trói buộc trái tim tôi, chỉ còn có mộ dung nguyên duệ trước mặt tôi, đáng tiếc giữa tôi và cô ấy không còn khả năng nào nữa. Tuyết Sương tự nhận mình mệnh cô độc nhưng cô ấy không biết rằng tôi còn cô độc hơn cả cô ấy hơn nữa sau khi thức tỉnh vận mệnh của ma đạo tổ sư biết được ông ấy là đạo tổ vô tâm càng biết ông ấy đã phải đối mặt với nỗi cô đơn vô tận như thế nào là khoa nhân độc lập vì vụ yến song phi chỉ có ma đạo mới cùng tôi cô độc đến già nghĩa là hoa bay người lặng đứng én cặp mưa nhẹ rơi tuy nhiên dù trong lòng tôi biết rõ nhưng nhìn bóng lưng quen thuộc của mộ dung nguyên duệ tâm trạng cũng khó tránh khỏi có chút dao động tạ lan tôi tưởng anh sẽ không tới mộ dung nguyên duệ vừa nói vừa quay người lại ánh mắt vẫn ôn nhu như xưa cô ấy dịu dàng đến mức tôi không thể nhìn thẳng vào cô ấy thậm chí còn muốn ôm cô ấy tôi đến đây là muốn hỏi cô chuyện gì đã xảy ra anh đã gặp nữ đế có từng nghe bà ta đề cập về việc thái cổ thần ma hồi quy không mộ dung nguyên duệ hỏi từng nói qua khi nghe cô ấy nhắc đến thái cổ thần ma lòng tôi trầm xuống mơ hồ có một loại dự cảm không tốt thiên đạo bị vướng vào nhân quả nên không thể một mình chiến đấu với thái cổ thần ma như trước. Vì vậy, để đối phó với sự trở lại của thái cổ thần ma lần này, thiên đạo đã mời hư không lĩnh chủ mạnh nhất từ vực sâu hư không. Mà quy khư ma đạo chính là nơi ông ta hiến dâng để hư không lĩnh chủ hóa thân thành người. Mộ Dung Nguyên Duệ nói rằng, nữ oa sớm đã hoàn thành việc tổ chức lại quân đội của mình, nhưng bà ta chỉnh đốn quân đội không phải là để chống lại ma đạo, mà là để mở lại đạo quán ở nhân gian. Mục tiêu của nữ oa là toàn bộ nhân gian, thay thiên đạo quản lý tất cả chúng sinh. Đây chính là kế hoạch diệt thế của thiên đạo, đồng thời cũng là nguyên nhân khiến thiên đạo và nhân đạo trần trừ mãi vẫn không quyết chiến. Bởi vì kết quả cuối cùng của trận phong thần rất có thể là cả tam đạo đều thua và người cuối cùng còn sót lại sẽ là nữ oa, bởi vì nữ oa là người trung thành nhất với thiên đạo. Nhưng dù biết điều này, nhân, thiên hai đạo vẫn phải tiếp tục chiến đấu trong trận phong thần. Trừ khi trực tiếp trở mặt với thiên đạo, nếu không thì chỉ có thể tiếp tục chiến đấu, Giúp Thiên đạo phá vỡ nhân quả trên bàn cờ. Vậy mối đe dọa lớn nhất đối với Ma đạo tôi bây giờ là hư không lĩnh chủ. Tôi hỏi, còn có Âm Ti, Châu Khất cũng là người của Thiên đạo, hắn sẽ không dễ dàng buông tha Ma đạo. Lĩnh chủ hư không không chỉ một người, chỉ những người có chiến công xuất sắc mới có tư cách nhận được ban thưởng của Thiên đạo. Phô Vàn đại quân vực thảm làm tiên phong, Âm Ti thì đang bí mật thu hoạch linh hồn, Tạ Lan, Ma đạo bây giờ đã là ngàn cân treo sợi tóc rồi chương 973, độn khứ đích nhất một. Vốn tưởng rằng nguy cơ lớn nhất của ma đạo là quân đoàn của nữ oa, nhưng bây giờ nghe mộ dung nguyên duệ nói đến lĩnh chủ hư không, tôi mới ý thức được ma đạo thật sự đã đi đến thời khắc sinh tử. Mỗi lĩnh chủ hư không đều là sự tồn tại có thể sánh với thái cổ thần ma, đặt trong tam giới, tương đương với lực chiến của đạo tổ. Trong số đó, ắt phải có người đạt đạo tổ mạnh nhất, có thể còn hơn cả như vậy. Thật không ngờ thiên đạo lại thực sự dở trò này, lấy ma đạo làm vật hiến tế, triệu hồi vương quốc vực thẳm hùng mạnh để chiến đấu vì ông ta. Các thế lực tà ác của vực thẳm xuất hiện trong thế giới của chúng ta sẽ khiến hệ thống quyền lực sụp đổ, thậm chí dẫn đến sự sụp đổ của thế giới. Thiên đạo tại sao lại phải làm vậy? Lần này thái cổ thần ma trở lại mạnh mẽ, thiên đạo do nghiệp quả quấn thân nên bài có thể đánh ra cũng không nhiều, cho phép lĩnh chủ hư không dáng thế là lựa chọn duy nhất mà ông ta có thể chọn, nếu không bọn họ sẽ không thể vì thiên đạo mà chiến đấu với thái cổ thần ma. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, nhưng ông ta không sợ trước khi thái cổ thần ma bị tận diệt thì thế giới đã bị thế lực tà ác từ vực thẳm hư không hủy diệt sao. Anh đánh giá thấp sự dẻo dai của thế giới chúng ta rồi. Sức mạnh của vực thẳm có thể ăn mòn nhưng không thể thực sự phá hủy thế giới của chúng ta. Cho dù thế giới không sụp đổ, vậy còn chúng sinh trong lục đạo thì sao? Ha ha, thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu, anh cho rằng ông ta sẽ quan tâm đến chúng sinh trong lục đạo sao? Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng khi đó hồng hoang diệt thế thiên đạo mượn côn mà ra tay còn lần này thiên đạo mượn sức mạnh tà ác của vực thảm hư không và triệu tập những lĩnh chủ hư không mạnh mẽ nhập thế vì ông ta mà chiến đấu vừa có thể do diệt thế mà dứt điểm nghiệp quả vừa có thể mượn sức mạnh lĩnh chủ hư không mạnh mẽ mà đối kháng với thái cổ thần ma tạ lan cái gì cũng có ưu điểm khuyết điểm thiên đạo tuy rằng đánh ra quân bài lĩnh chủ hư không nhưng chúng ta có thể thấy được ông ta đã vướng quá nhiều nghiệp quả nên không thể bổn tôn ra tay, theo tôi, thì đây cũng là chuyện tốt cho anh. Tại sao lại nói như vậy? Anh có thể nhân cơ hội này để hợp nhất thái cổ tam kiếm thành một. Chỉ khi anh hợp nhất ba thanh kiếm thì mới có cơ hội bảo vệ quy khư. Chỉ cần quy khư bất diệt, nữ oa sẽ không dám xâm chiếm nhân gian nữa, tôi và nhân đạo mới có thể tiếp tục kéo dài thời gian, chờ đợi thái cổ thần ma quy vị. Sao nào, bây giờ các người đều nhận ra sai lầm của thiên đạo rồi à? Tôi hỏi, tạ lan, người không cần trách bọn ta, thật ra ngay từ khi ma đạo tổ sư bị thiên đạo giết chết, đạo đức thiên tôn cùng Ngọc Hoàng cũng đều cảnh giác thiên đạo, nhưng anh phải biết, chúng tôi không có sức lực nhảy ra khỏi ván cờ, chỉ có thể mặc kệ thiên đạo đổi trắng thay đen. Tôi nghe xong, im lặng một hồi, thật ra, những gì mộ dung nguyên duệ nói, tôi cũng đã cảm nhận được. Kể từ khi ma đạo xuất thế từ hàn hoang, nhân đạo và tiên đạo chưa bao giờ thật sự xuống tay với ma đạo. Ma đạo còn, thì kẻ địch lớn nhất của thiên đạo chính là ma đạo. Một khi ma đạo bị tiêu diệt, người tiếp theo bị trừ khử chính là bọn họ. Kết quả cuối cùng sẽ là trong Tam đạo chỉ có một đạo sống sót, nhất định phải chịu Thiên đạo khống chế hoàn toàn. Không cần biết là vô vi nhi trị của Nhân đạo hay là tôn ti cao thấp của Tiên đạo, hai giáo lý này đều là gốc rễ của nhân, tiên hai đạo, một khi hai đạo này chịu sự khống chế của Tiên đạo thì những giáo lý này đều sẽ bị gạt sang một bên. Điều này tương đương với việc phủ định nhân cách, xóa bỏ mọi nền tảng tồn tại. Như việc bạn đã sống một đời người, đột nhiên có người nói với bạn Thật ra bạn không phải là người, mà là một con chó, há bạn có thể chấp nhận được. Nhưng Nữ Oa thì khác, Nữ Oa không có giáo lý của riêng mình, sớm đã rút khỏi đạo trường của mình. Bà ta có thể hoàn toàn tiếp nhận chấp phận chủ trương của Thiên Đạo, nhưng nhân, tiên hai đạo thì không thật sự thần phục được như vậy. Khi tin tôi chết ở núi Không Minh được truyền ra, Ngọc Hoàng lập tức chọn cách bế quan, cùng ngày đó, Đạo Đức Thiên Tôn cũng ẩn thế không xuất đầu lộ diện điều họ lo lắng là sau cái chết của ma đạo tổ sư thiên đạo sẽ ra tay với họ tôi e rằng lữ thuần dương không nghĩ như vậy ông ta thực sự có ý định giết tôi tôi nói thái cổ kiếm thần quả thực là một biến số lớn không thể không đề phòng tôi thà rằng nhân đạo tổ sư đời tiếp theo là tạ lưu vân nhưng mà chỉ cần đạo đức thiên tôn còn sống đại cục của nhân đạo sẽ không quá sai lệch tạ lan thời gian của anh không còn nhiều nữa hãy tận dụng hiện tại khi các biến số còn chưa xuất hiện sức mạnh tà ác của vực sâu chưa đến nhân gian, anh phải nhanh chóng hợp nhất tam kiếm thái cổ thành một. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, muốn hợp nhất thái cổ tam kiếm, nào phải chuyện dễ dàng gì. Thực ra tôi đã rất cố gắng thử hợp nhất ba thanh kiếm, trừ khi là e ngại trước sự ra tay của thiên đạo mà từ bỏ việc dung hợp. Tuy nhiên, thái cổ tam kiếm đạo, mỗi một kiếm đạo cũng đều vô cùng tận. Tiến bộ lớn nhất của tôi cho đến nay là dung hợp được ba mảng kiếm hải, nhưng với bản thân kiếm đạo thì vẫn chưa có cơ hội lĩnh ngộ. Thần kiếm miểu miểu, ma kiếm thao thao, quỷ kiếm u u. Làm sao có thể một nhát kiếm chém ra hội tụ cả ba loại kiếm khí này chứ? chương 974, độn khứ đích nhất 2. Tôi biết, nếu mình nghĩ như vậy có lẽ sẽ đi vào lối mòn sai lầm, có lẽ sau khi ba thanh kiếm hợp nhất, thứ chảm ra sẽ là một năng lượng kiếm khí hoàn toàn mới. Tuy nhiên, sau khi xem xét lại tất cả kiến thức của mình, tôi thực sự không tìm ra thông tin nào có thể lĩnh ngộ được. Nguyên nhân lớn nhất là do tôi chưa bao giờ tiếp xúc với lực hỗn độn nguyên sơ năm đó khi ma đạo tổ sư nhất khí hóa tam thanh chính là nhờ cơ duyên ở vực thảm hư không vũ trụ mà có được anh muốn dung hợp tam kiếm tất nhiên cũng phải đến đó mới được cái gọi là đồn khứ đích nhất có lẽ là cơ duyên để anh dung hợp được tam kiếm mộ dung nguyên duệ nghĩ một chút rồi nói tôi cũng đã nghĩ như vậy nhưng vũ trụ hư không vô định tôi không thể hóa thân thành đạo làm thế nào mà vào được ha ha cho nên hôm nay ta rất vui mừng với nguyên nhân anh quay lại mộ dung nguyên duệ mỉm cười nói Ý cô là sao? Ta có thể lợi dụng đạo chiến thần giúp ngươi mở ra pháp trận dịch chuyển dẫn đến vực sâu hư không vũ trụ, trực tiếp đưa ngươi vào đó. Hy vọng ngươi không tốn quá nhiều thời gian, nếu không đến khi quay lại, quy khư có thể đã biến mất rồi. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, lúc này tung tích của tôi đã bị bại lộ ở Côn Lôn, lúc này tôi đi vào vực sâu hư không vũ trụ để tìm đồn khứ đích nhất, có tiền đạo giúp che giấu hành tung, trong tam giới không ai có thể tra ra được hành tung của tôi. Sau khi bàn bạc với tôi, Mộ Dung Nguyên Duệ lập tức đi giao phó lại chuyện ở núi Côn Lôn Tiên Đạo, đợi sau khi bàn giao toàn bộ quân lệnh, thu lại phân thần canh kim của mình rồi cùng tôi đi đến mật thất của điện chiến thần. Trong mật thất, Mộ Dung Nguyên Duệ đã sử dụng cả bốn phân thần phối hợp cùng bổn tôn, lập ra pháp trận tiên thiên ngũ hành. Vạn vật trên đời đều do ngũ hành mà ra, nhưng hư không lại không nằm trong ngũ hành. Vì vậy, pháp trận ngũ hành này Mộ Dung Nguyên Duệ này không vận hành theo phương pháp thông thường mà là chuyển động ngược dòng khi năm mộ dung nguyên duệ mặc áo choàng khác màu nhưng lại giống hệt nhau đang quay nhanh tôi nhận thấy dòng khí thiên thiên ngũ hành trong không khí đang nhanh chóng bị loại bỏ ngay sau đó mộ dung nguyên duệ tăng tốc độ ngay sau đó một vòng xoáy hư không được tạo ra ở trung tâm trận pháp vòng xoáy hư không này được hình thành bởi sức mạnh hư không thuần phí, nó mờ nhạt như lối vào vực thẳm dường như có thể nuốt chửng mọi thứ tạ lan chính là bây giờ mộ dung nguyên duệ bổn tôn nhẹ giọng cất giọng tôi lập tức dứt khoát nhảy vào trong vòng xoáy hư không hư không không phải là hư vô mà là một trạng thái vượt trên sự tồn tại vật chất ở trạng thái này tôi cảm thấy sự đau đớn như thể xé nát thần hồn thân thể đạo tổ càng không thể chịu được lực xé rách của hư không nếu như có thể hóa thân thành đạo thì sẽ không đau đớn như vậy nhưng tôi vì nguyên do tu hành kiếm đạo thái cổ sớm đã đạo thất sát dung hợp với ma kiếm căn bản không thể hóa thân thành đạo chỉ có thể nghiến răng chịu đựng cảm giác này rất giống với khi thủy hoãn niết bàn bây giờ tôi mới hiểu tại sao cô ấy lại ngủ say không chịu tỉnh lại là bởi vì nỗi đau này khó mà chịu đựng nổi. Giống như tất cả thần hồn đều đã bị phân tán, ngay cả thể xác cũng bị cắt thành từng mảnh, tất cả đều phải nhờ vào thần niệm của tôi để giữ chúng lại, tránh để lạc vào sự hỗn loạn mà mất kiểm soát. Chỉ một khoảnh khắc thôi, với tôi, dường như hàng trăm triệu năm đằng đẵng đã trôi qua. Mà đây mới chỉ là bắt đầu, càng đi vào nơi sâu ở hư không, càng cảm thấy đau đớn khôn nguôi. Nỗi đau thuần túy của lăng trì, đang cứ qua từng mảng da thịt của tôi. Đột nhiên tôi nhận thấy tia thần niệm dao động kỳ lạ, giống như có ai đó đã theo sau tôi và nhảy vào vòng xoáy hư không. Tôi cố gắng tập hợp thần niệm để cảm nhận, phát hiện người tới chính là Mộ Dung Nguyên Duệ. Sao cô lại nhảy vào rồi? Tôi ngạc nhiên hỏi, ta không có cơ hội cùng ngươi chia sẻ ngọt ngào, nên nghĩ, lúc ngươi đau khổ, ta có thể ở bên cạnh ngươi. Mộ Dung Nguyên Duệ thản nhiên nói, đơn thuần là vì ta sao? Tôi cảm thấy xúc động không thể giải thích được nhưng vẫn có chút bối rối. Bởi vì mộ dung nguyên duệ là người tiên đạo tổ sư, không thể vì tình cảm nam nữ mà từ bỏ đại nghiệp tiên đạo. Ha ha, thật ra là cơ hội thăng tiến của ta đã tới, chỉ là ta không đủ can đảm một mình nếm trải nỗi đau lăng trì. Như vậy thì còn hiểu được, tôi đáp, chương 975, tam kiếm dung hợp một Mộ dung nguyên duệ đã mở ra một thông đạo đi vào vực sâu hư không vũ trụ, càng tiến vào sâu trong vòng xoáy, chúng tôi càng cảm nhận được lực xé toạc mạnh mẽ của không gian và thời gian. Cuối cùng, cơn đau tột cùng không thể chịu đựng ập đến thân thể đạo tổ của tôi và cơ thể chiến thần của mộ dung nguyên duệ cùng lúc vỡ vụn biến thành hai khối máu thuần khiết so với thể xác khả năng phục hồi của thần hồn tương đối mạnh cho nên khi thể xác vỡ nát hóa thành xương máu tôi và mộ dung nguyên duệ vẫn có thể duy trì được thần thức rõ ràng lúc đầu thần hồn của chúng tôi bị bao quanh bởi màn xương máu được hóa thành từ cơ thể hai bên đều biệt lập với nhau tuy nhiên không lâu sau hai khối xương máu này lại bắt đầu dung hợp lại với nhau tôi ngơ ngác không hiểu bởi vì xương máu được hóa thành từ cơ thể của mỗi người vốn dĩ không thể dung hợp được và lại sau khi dung hợp sẽ gây ra hậu quả khó lường chuyện gì đang xảy ra vậy tôi dùng thần niệm truyền âm hỏi mộ dung làm sao ta biết được mộ dung nguyên duệ cũng kinh hãi mộ dung nguyên duệ có một chuyện ta đã muốn hỏi cô từ lâu rồi cái gì có phải cô chưa từng chặt đứt dây nhân duyên giữa chúng ta đúng không tình từ tim sinh mộ dung nguyên duệ ta chỉ muốn làm theo ý mình tại sao phải chặt đứt mộ dung nguyên duệ bình tĩnh đáp được rồi ta hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi nếu không phải giữa tôi và mộ dung có dây dưa tình duyên thì sự kết hợp giữa huyết khí này cũng sẽ không bao giờ xảy ra giờ đây nhờ sợi dây nhân duyên giữa tôi và cô ấy mà chúng tôi đã trở thành vợ chồng được trời đất công nhận tương nhu dĩ mạt huyết nùng vu thủy nghĩa là cùng chung hoạn nạn dòng máu đào hơn ao nước lã sau khi cơ thể vụn vỡ giữa huyết khí với nhau tự sinh ra sự thân cận vượt trội